Cuộc cạnh tranh khốc liệt của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 đã tiếp diễn ở chặng đua thứ 14 từ thành phố Nha Trang về với thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7 giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường duy nhất của chặng đua, các tay đua bước vào thi đấu ở đèo Vĩnh Hy, ngọn đèo loại 2 và cũng đã tạo nên rất nhiều những bước ngoặt của chặng đua. Cuộc tấn công đến từ các ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và ở trên đỉnh đèo Vĩnh Hy, Igor Frolov tiếp tục là người giành được chiến thắng, củng cố vị trí của mình trên bảng điểm áo chấm đỏ. Ngay sau đó, một nhóm 10 vận động viên đã thoát đi, trong đó có điểm nhấn đến từ các vận động viên Việt Nam. Và ở vạch đích, Peter Rikunov đã giúp cho Roman Maikin có được chiến thắng chặng đầu tiên. Danh hiệu áo cam đã chính thức đổi chủ từ Tăng Quý Trọng về tay Nguyễn Thắng. Và ngày hôm nay, các tay đua sẽ chia tay Phan Rang Tháp Chàm và đến với thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Đến với chương trình truyền hình trực tiếp của đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, non sông liền một giải niềm tin chiến thắng HTV Tô Đông Á. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, HTV Thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, ứng dụng HTVC và các hạ tầng mạng xã hội của HTV Tô Đông Á. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chia tay miền cát trắng Ninh Thuận, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm lên thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt với lộ trình dài 123 km. Chặng thi đấu ngày hôm nay mang tính quyết định nhất của cuộc đua năm nay khi các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo, đèo Ngoạn Mục loại 1 và đèo Mimosa loại 2. Liệu áo vàng Peter Rikunov có khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình trên cả hai ngọn đèo này? Giải thưởng áo chấm đỏ vua leo núi sẽ thuộc về ai? Và bên cạnh đó, các giải thưởng áo cam, áo trắng và cả giải đồng đội cũng hứa hẹn diễn ra gay cấn và hấp dẫn trong chặng thi đấu ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hình ảnh tại vạch xuất phát lúc 7 giờ 15 sáng nay với ekip bình luận viên Quang Huy. Bảy giờ 15 phút, ông Nguyễn Đình Khôi, trưởng ban điều hành thi đấu đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát chặng đua thứ 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm đi thành phố Đà Lạt. Đây được dự báo là một trong những chặng đua quan trọng nhất ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2023, khi mà các vận động viên sẽ phải vượt qua hai ngọn đèo cao, đó là đèo Mimosa đèo loại 2 và quan trọng nhất đó là con đèo Ngoạn Mục đèo loại 1 ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm nay. Ở trên bảng xếp hạng cá nhân vào lúc này thì tay đua đang giữ chiếc áo vàng là Peter Rikunov của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Anh đang có khoảng cách là 4 phút 12 giây so với người xếp ở vị trí thứ hai là Igor Frolov của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và ngày hôm nay, như chúng ta đang thấy trên màn hình thì Igor Frolov chắc chắn sẽ tận dụng những con đèo Ngoạn Mục và Mimosa để tiếp tục tấn công nhằm gỡ giờ đối với Peter Rikunov. Đúng 7 giờ 30 phút, trọng tài đã phất cờ cho các vận động viên chính thức xuất phát chặng đua thứ 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận đi lên thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Và bây giờ với hai ngọn đèo cao ở phía trước mặt là Ngoạn Mục và Mimosa, một trong những chặng đua quan trọng nhất của cúp truyền hình năm 2023 chính thức bắt đầu.
Xin được cảm ơn ekip của bình luận viên Quang Huy với những hình ảnh xuất phát của chặng đua ngày hôm nay, chặng đua thứ 15 từ Phan Rang Tháp Chàm về Đà Lạt. Chặng đua mà chúng ta cũng đã dự báo sẽ là chặng đua rất quan trọng và cực kỳ hấp dẫn ở trong lộ trình thi đấu của truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Lúc này thì Thái Ân đang có mặt tại khu vực đích đến tại dốc đường Hồ Tùng Mậu quen thuộc ở thành phố Đà Lạt và cùng tham gia bình luận với Thái Ân trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bình luận viên Tuấn Lâm và cùng vận động viên Mai Nguyễn Hưng cùng với ekip bình luận viên ở trên đường của chúng tôi gồm bình luận viên Quang Huy, Thế Mẫn và Thành Hiệp. Vâng, thực sự rất là vui và rất là hào hứng khi tôi cũng được ngồi đây bình luận cùng với bình luận viên Thái Ân để theo dõi chặng đua. Tôi nghĩ rằng là điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc đua năm nay. Và tôi đang rất chờ đợi xem, chúng ta vẫn thường nói đến màn thể hiện vượt trội của các ngoại binh ở cuộc đua. Nhưng ngày hôm nay tôi đang rất chờ đợi màn thể hiện của các tay đua Việt Nam. Họ sẽ thể hiện như thế nào trên hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Mimosa, đúng không Mai Nguyễn? Dân, ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy có thể rằng tấp đầu chúng ta ngày hôm qua thường thường chúng ta thấy là các vận động viên ngoại binh họ thành chia thành một tớp, nhưng ngày hôm qua qua ngọn đèo Vĩnh Hy thì chúng ta đã thấy có 4 vận động viên nội binh của chúng ta nằm ở tấp đầu, và Hưng hy vọng rằng ngày hôm nay có thể nói rằng là một trận thi đấu gần như quyết định 98% cục diện của cuộc đua cho các danh hiệu, có các chiếc áo và cũng như là các danh hiệu tổng sắp cũng như đồng đội. Thì hôm nay chúng ta hãy chờ đợi xem các vận động viên nội binh của chúng ta trong nước thi đấu như thế nào, và một ngày thi đấu có thể nói rằng là hết sức nỗ lực cũng như là bùng cháy của các vận động viên nội binh của chúng ta ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy, áo chấm đỏ, áo vàng, áo trắng, áo cam và cả cuộc chiến ở cúp đồng đội cũng sẽ được quyết định rất nhiều ở chặng đua ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì quý vị đang được nhìn thấy những hình ảnh thi đấu của các tay đua ở chặng thi đấu thứ 15 đã xuất phát được hơn 30 phút. Nghĩa là các tay đua cũng đã thi đấu được khoảng đường hơn 20 km, và lúc này thì các tay đua sẽ đang thi đấu ở đến hướng đến thị trấn Ninh Sơn trước khi vào chân đèo Ngoạn Mục. Ở trên bảng tổng sắp áo vàng lúc này, Peter Rikunov vẫn đang tạo được khoảng cách tương đối an toàn 4 phút 12 giây với Igor Frolov, đương kim áo vàng của truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chặng đua ngày hôm nay cũng sẽ là chặng đua mà Igor Frolov sẽ có cơ hội để tung ra những đòn tấn công nhằm đến chiếc áo vàng của Peter Rikunov. Peter Rikunov bên cạnh việc đứng vững ở bảng xếp hạng áo vàng thì anh cũng vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng điểm áo xanh với việc về nhì ở chặng đua ngày hôm qua, với số điểm 134 điểm, hơn 40 điểm so với Nguyễn Văn Bình cũng như Nguyễn Tấn Hoài ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên hai tay đua của Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực để có thể bảo vệ vị trí của mình trong top 3. Vâng, chắc chắn ngày hôm nay thì tâm điểm cũng đến với bảng xếp hạng áo chấm đỏ. Igor Frolov vẫn đang dẫn đầu với cách biệt là 9 điểm so với người đứng thứ 2, đó là Peter Rikunov. Javier Sarapenes cũng đang cho thấy mình vẫn là một người thi đấu rất nổi bật trên những ngọn đèo, với 31 điểm cho đến thời điểm này. Ở bảng tổng sắp áo trắng vẫn gọi tên Phạm Lê Xuân Lộc của khuôn khu 7. Tay đua sinh năm 2005 vẫn đang chơi rất nổi bật và là một trong những ngoại nội binh chơi nổi bật nhất tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Đang có cách biệt lên đến hơn 8 phút so với Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp. Giải thưởng áo cam dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất ở trên bảng tổng sắp ngày hôm qua đã chính thức đổi chủ từ Tăng Quý Trọng về tay Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nhưng cách biệt giữa anh với các đối thủ phía sau là cũng không quá lớn. Đặc biệt Phạm Lê Xuân Lộc với khoảng cách 27 giây, một tay đua đã thể hiện khả năng đi đèo rất tốt ở trong cuộc đua năm nay, cũng hứa hẹn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bảo vệ áo cam của Nguyễn Thắng. Và cuối cùng bảng tổng sắp đồng đội sau chặng đua ngày hôm qua cũng đã có biến động lớn khi mà Thành phố Hồ Chí Minh Vinama thu hẹp khoảng cách với tập đoàn Lộc Trời An Giang trên 3 phút xuống còn 1 phút 24 giây. Và đặc biệt là ekip Đồng Nai với màn thi đấu xuất sắc của các tay đua Ba San Khu, Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Phạm Quốc Khang ngày hôm qua cũng đã leo lên vị trí thứ 4 và chỉ còn kém Dược Domesco Đồng Tháp ở vị trí thứ 3 hơn 3 phút. Và ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ là cuộc tấn công rất mạnh mẽ của ekip Đồng Nai vào vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đồng đội. Lúc này thì chúng ta thấy Đoàn Đồng đang được kiểm soát tốc độ bởi hai ekip An Giang, nhưng vừa rồi đã có một tay đua mặc chiếc áo đỏ vừa thoát đi tấn công ở phía trên. Ngày hôm nay chặng đua sẽ không có giải thưởng dọc đường, sẽ không có những giải thưởng dọc đường để tính điểm áo xanh, mà sẽ tập trung vào hai ngọn đèo, đèo Ngoạn Mục và đèo Mimosa, tính điểm áo chấm đỏ. Đây cũng sẽ là hai ngọn đèo thi đấu cuối cùng ở trong lộ trình cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay.
và danh hiệu áo chấm đỏ sẽ chính thức được xác nhận sau chặng đua này. Vừa rồi chúng ta thấy một tay đua của Đồng Nai đã thoát lên và ngay lập tức thì tay đua của Đồng Tháp cũng như Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã phải bám theo. Những cuộc tấn công đã nổ ra từ rất sớm ở chặng đua ngày hôm nay. Vâng, trước đó chiếc áo đỏ mà chúng ta thấy đã tổ chức nhấn bằng đạp trước đó là một tay đua của Canada Đồng Nai và sau đó là một chiếc áo trắng xanh của đội đua Đồng Nai. Đó dường như là một động thái muốn nạp tốc độ lên để đưa đoàn đông nhập vào chân đèo sớm. Không biết Mạnh Hương đánh giá như thế nào về cái động thái này của ekip đến từ các học trò của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú? Dân thì ngày hôm qua chúng ta có thể thấy trên màn ảnh thì ngày thi đấu rất là xuất sắc của thầy trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú. Vì có thể nói rằng sau ngày hôm qua thì đội Đồng Nai đã bước lên vị trí thứ tư tổng sắp đồng đội và chỉ kém đội Dược Đô Menco Đồng Tháp và chỉ hơn 3 phút mà thôi. Và Hưng nghĩ rằng chắc chắn rằng ngày hôm nay mục tiêu chính của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú là sẽ cùng các ekip cũng như đồng đội của mình sẽ đánh vào vị trí hạng 3 tổng sắp đồng đội của Dược Đô Menco Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy xem huấn luyện viên Ngọc Tú sẽ chạy như thế nào và ông sẽ có những chiến thuật gì trên đường đua để nhằm đánh vị trí hạng 3 đồng đội của đội Dược Đô Menco Đồng Tháp. Thật hạnh phúc khi trên mỗi chặng đường mà cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, chúng tôi đều luôn được đón nhận tình cảm nồng nhiệt của tất cả khán giả không phân biệt lứa tuổi. Vừa rồi thì hình ảnh những em bé từ các trường mầm non ra hai bên đường để chào đón các tay đua phải nói là thật sự xúc động và chắc chắn là sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng rất lớn để các tay đua hoàn thành chặng đua ngày hôm nay một cách tốt đẹp. Và lúc này thì có lẽ là đoàn đông cũng đã bắt đầu chia thành một số tớp khác nhau. Đã có những cuộc tấn công nổ ra đến từ những ekip như 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7 Hà Nội. Những ekip cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội để thoát đi sớm khi vào đèo Ngoạn Mục. Đèo Ngoạn Mục như chúng ta cũng biết sẽ là ngọn đèo khắc nghiệt nhất ở trong lịch trình thi đấu của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Ngọn đèo loại 1 duy nhất với quãng đường phải leo đèo lên tới gần 19 km. Đây là nhóm các vận động viên đã thoát ra ở phía trên. Tay đua mang số đeo 15 của Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Mai Phú Quý là người đang làm đầu máy kéo trong nhóm này. Kéo theo tay đua mang số đeo 96 Quân đội là Nguyễn Huỳnh Lân, 111 Nguyễn Minh Thiện của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long cũng là một ekip đã thi đấu rất cống hiến trong những chặng đua vừa qua. 107 của Hà Nội Phùng Quốc Hà, 84 Nguyễn Văn Nhã của Quân khu 7. Có lẽ là một nhóm 5 tay đua đã thoát đi được ở phía trên đầu này. Khi mà khoảng cách của đoàn đua đến với đỉnh đèo Ngoạn Mục là 29 km, cũng đồng nghĩa với việc là đoàn đua cũng chỉ còn cách chân đèo Ngoạn Mục khoảng trên dưới 10 km nữa mà thôi. Xin điểm lại là đèo Ngoạn Mục, đèo loại 1 là một lộ trình dài đến gần 19 km để các vận động viên có thể chinh phục ngọn đèo này. Chắc chắn trong vòng khoảng còn 5 đến 7 km khi nhập vào chân đèo sẽ là những động thái rất mạnh từ nhóm phía sau. Trước đó chúng ta đã chứng kiến những tay đua của Canada Đồng Nai cũng như là Đồng Nai đã tổ chức tấn công pháo đi ở nhóm phía sau. Nhưng ngay lập tức là một cầu đáp trả đến từ các tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp. Sẽ là một cuộc cạnh tranh rất đáng quan tâm giữa hai ekip Dược Đô Mexico Đồng Tháp và đội đua Đồng Nai ở vị trí thứ 3 đồng đội. Cách biệt đang là 3 phút 18 giây mà đội đua Dược Đô Mexico Đồng Tháp có được ở vị trí thứ 3 đồng đội so với vị trí thứ 4 của đội đua Đồng Nai. Chúng ta cũng thấy rằng đồ họa định vị GPS thời gian thực thể hiện tốc độ trung bình của đoàn đua đang là vào khoảng trên dưới 40 km/h. Có thể trong những km tới thì tốc độ sẽ được đẩy lên cao hơn đôi chút để tất cả cùng nhập vào chân đèo, và đặc biệt là những động thái chiến thuật của các đội đua mạnh để đưa những chân đèo chủ lực của mình nhập vào chân đèo Ngoạn Mục trước. Trong suốt lộ trình thi đấu của chặng cuộc đua năm nay với 25 chặng thì giai đoạn thứ 3, giai đoạn chặng 11 từ chặng 15 được xem là giai đoạn rất khắc nghiệt,
khi mà các tay đua phải thi đấu với tổng lộ trình gần 800 km. Họ đã phải thi đấu từ phố biển Quy Nhơn lên phố núi Gia Lai Pleiku, rồi Buôn Mê Thuột, và sau đó lại trở lại với Nha Trang Phan Rang Tháp Chàm và quay ngược lại lên cao nguyên với chặng đua ngày hôm nay. 5 chặng đua liên tiếp bào mòn rất nhiều thể lực của các tay đua, và như hôm qua chúng ta cũng thấy một tay đua kỳ cựu, một tay đua có năng lực đi đèo rất tốt như Luis Destriac cũng đã phần nào cho thấy dấu hiệu bị bào mòn thể lực và đã bị tụt lại ở trong nhóm các ngoại binh đi đầu. Nền tảng thể lực, sự bền bỉ của các vận động viên sẽ được chứng tỏ rất nhiều ở trong chặng đua ngày hôm nay. Ở trong nhóm các vận động viên đi đầu này thì người đang có khoảng cách gần nhất với áo vàng Peter Rikunov là tay đua Nguyễn Minh Thiện, mang số đeo 111 của 620 Châu Thế Vĩnh Long, nhưng khoảng cách cũng lên đến 29 phút 11 giây. Rõ ràng động thái bước đi của nhóm này sẽ khó ảnh hưởng đến cục diện ở trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội, nhưng đây cũng là cách mà họ thoát đi để tìm kiếm cơ hội cho mình ở trên đèo ngoạn mục. Việc thoát đi sớm vào chân đèo trước cũng có thể giúp cho họ kiểm soát và chủ động được trong việc giữ tốc độ, thay vì phải bám theo nhóm các tay đua ngoại binh chắc chắn sẽ tấn công rất mạnh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một ý đồ của nhóm vận động viên thoát đi này, nhưng còn thực tế có lẽ sẽ rất khó thực hiện nếu như các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama và cả Javier Sacda Perez của Nhật Minh Bình Dương và các tay đua thuộc tập thể Đồng Nai muốn tấn công dữ dội khi bắt đầu vào chân đèo ngoạn mục. Khoảng cách giữa hai nhóm vào lúc này chỉ tầm hơn 1 phút, khoảng cách không quá lớn. Ở trong nhóm 5 vận động viên đã thoát đi này thì nếu như xét trên bảng tổng sắp đồng đội, có một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group, đội đang đứng ở vị trí thứ 5, kém vị trí thứ 4 của Đồng Nai là đến 5 phút. Đó cũng là một khoảng cách tương đối lớn. Khi mà chúng ta đang đến với những hình ảnh của top đi đầu, nhưng chắc chắn rằng tất cả cũng đang chờ đợi xem những hình ảnh để chúng ta cùng xem là động thái của nhóm đồng ở phía sau như thế nào. Ở phía sau thì chắc chắn vẫn là sự cập nhật đến từ hai đội đua Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hay Học Trời. Họ đang duy trì cách biệt là khoảng 1 phút 15 giây so với nhóm đi đầu này gồm 5 vận động viên. Tốc độ của nhóm đi đầu cũng khoảng trên dưới 40 km/h. Nhóm 5 vận động viên này thì Hưng có thể đánh giá cao là tay đua Nguyễn Minh Thiện, vì Nguyễn Minh Thiện trong nhóm này theo Hưng đánh giá Nguyễn Minh Thiện có khả năng đi đèo tốt hơn những vận động viên khác, và theo Hưng nghĩ rằng nhóm đi đèo này họ có ý đồ muốn vào đèo trước tốp đông, vì hầu như các vận động viên nhóm đi đèo là các vận động viên trẻ, họ chưa có đủ sức mạnh cũng như là chưa có đủ tích lũy cho mình đủ sức bền để có thể đeo bám được các vận động viên mạnh và có khả năng đi đèo tốt ở nhóm sau. Vì vậy nhóm đi đầu này họ sẽ muốn vào đèo trước để khi vào nửa đèo hoặc là khoảng vài km đầu trước đèo sẽ bị nhóm sau bắt lại, và họ sẽ tụt lại ở những cái nhóm giữa của các vận động viên nội binh, và khi lên đến đèo thì họ cũng nằm ở nhóm trên để cố gắng về đích chứ không để bị tụt quá xa so với nhóm trên. Và ngày hôm nay là ngày thi đấu, có thể nói rằng các vận động viên sẽ trải qua ngọn đèo Sông Pha gần 19 km và ngọn đèo Mimosa 10 km, và có thể nói rằng ngày hôm nay các vận động viên cũng phải rất cố gắng để các vận động viên không bị quá giờ quy định của một chặng đua ngày hôm nay. Vì vậy Hưng nghĩ rằng các vận động viên này đang đi với ý đồ là muốn vào đèo trước để có thể nằm ở những nhóm trên và cùng đoàn đua về đích. Chặng đua ngày hôm nay một chặng đường khó với hai ngọn đèo có giới hạn thời gian hoàn thành là 10%. Đó sẽ là một con số mà các vận động viên sẽ phải cần chú ý nếu như không muốn bị tính là mất đi một mạng và sẽ bị loại khỏi các cuộc cạnh tranh danh hiệu chung cuộc. Đến lúc này thì chúng ta thấy nhóm 5 vận động viên đi đầu vẫn đang rất đồng lòng với nhau, không chỉ trong những lượt kéo mà còn cả trong việc chia nhau những chai nước.
Dù từ lúc này thì nhóm các vận động viên đi sau, nhóm đang có những tay đua đang nắm giữ những danh hiệu, vẫn đang thận trọng, họ vẫn đang thi đấu với một tốc độ vừa phải, chưa vội đẩy tốc độ lên cao. Ở phía sau, Luis Desriac cũng là một tay đua đang cố gắng dưỡng sức để chờ đợi cho những cuộc tấn công ở phía trước. Luis Desriac là tay đua cũng đã từng mặc áo vàng của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và cả áo chấm đỏ dành cho vua leo núi. Ở chặng đua về với thành phố Đà Lạt thì Luis Desriac cũng đã từng có những kỷ niệm rất đẹp. Đó là vào năm 2021, năm gần nhất mà lộ trình thi đấu đi qua ngọn đèo Ngoạn Mục, Luis là người đã về đích đầu tiên ở thành phố Hoa Đà Lạt, và cũng là năm mà anh đã giành được chiếc áo vàng danh giá của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ là một cuộc tấn công rất mạnh mẽ đến từ các ngoại binh ở chặng đua ngày hôm nay, nhưng màn trình diễn của các tay đua Việt Nam cũng sẽ là điều mà chúng ta rất chờ đợi. Kính thưa quý vị, lúc này chúng tôi đang đi ở trong nhóm đầu với 5 vận động viên. Đoàn đua đang đi qua khu vực Lâm Sơn, Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận. Đây là nhóm đầu với 5 vận động viên gồm có số 15 Mai Phú Quý, số 96 Nguyễn Huỳnh Lân, số 107 đó là Phùng Quốc Hà, số 84 Nguyễn Văn Nhã và số 111 Nguyễn Minh Thiện, người gần giờ nhất với áo vàng Peter Rikunov, nhưng với một khoảng cách vẫn là tương đối lớn và an toàn để cho đoàn đông phía sau của tập đoàn Lộc Trà An Giang và gạo hàng Lộc Trà An Giang có thể kiểm soát được. Kể từ khi thách tốt thành công thì nhóm này đang cho thấy một sự đồng lòng lớn với 5 tay đua liên tục thay phiên nhau làm đầu máy kéo và đi với vận tốc trung bình từ 43 đến 45 km/h. Lúc này Nguyễn Huỳnh Lân, tay đua của quân đội, đang là người làm đầu máy kéo và họ thường thay phiên nhau kéo với khoảng thời gian trên dưới 20 giây. Đó là những sự sắp xếp để cho nhóm này vẫn đảm bảo duy trì được khoảng cách với đoàn đông phía sau. Theo thông báo mới nhất của trọng tài thì họ đang tạo ra khoảng cách là 1 phút 20 giây so với các tay đua đoàn đông phía sau, trong đó có áo vàng, áo xanh Peter Rikunov, áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc và áo đỏ Igor Polov, cùng với chủ nhân mới của chiếc áo cam đó là Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Hiện tại thì các tay đua đang thi đấu trên một cung đường bằng phẳng với điều kiện thời tiết tương đối lý tưởng, nắng nhẹ và có những cơn gió thổi mát. Như các bình luận viên của chúng tôi cũng đã phân tích, động thái tách lên và gia tăng khoảng cách của nhóm đi đầu này hòng giúp họ có được một lợi thế nhất định khi bước vào chân đèo Ngoạn Mục. Nếu như nhóm các tay đua mạnh Việt Nam có khả năng đi đèo tốt, nhập vào thì họ cũng có thể tiếp tục đua bám theo và có cho mình lợi thế khi có mặt ở trong những nhóm đầu tiên tấn công lên đèo Ngoạn Mục. Trong nhóm này có tay đua Mai Phú Quý mang số đèo số 15 của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Trong chặng đua ngày hôm qua khi Đồng Nai tấn công thì ekip Thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng đã mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng đồng đội và họ đang xếp vị trí thứ 5. Đây là một con dốc đổ xuôi và là cơ hội để cho các tay đua có thể tăng tốc độ. Nguyễn Minh Thiện đang làm người làm đầu máy kéo. Lúc này thì các tay đua cũng đã đi được hơn 40 km kể từ khi xuất phát và họ đang tiến rất gần đến chân đèo Ngoạn Mục.
Đây là đèo loại 1 và là ngọn đèo lớn nhất ở cúp truyền hình năm nay. Ngọn đèo leo 18 km. Và tính điểm áo đỏ với điểm số tối đa là 30 điểm cho người đầu tiên cán đỉnh đèo. Cùng với đó là 3 giải thưởng trên bảng xếp hạng cá nhân. Còn lúc này thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về ngọn đèo ngoạn mục, một trong những điểm nhấn quan trọng của chặng đua ngày hôm nay, với những phân tích về đồ họa cũng như hình ảnh của ekip HTV. Hay còn gọi là đèo Sông Pha, là một ngọn đèo nằm trên quốc lộ 27 giữa ranh giới huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là ngọn đèo loại 1 duy nhất của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, với điểm thưởng dành cho 10 tay đua về đầu và giờ thưởng cho 3 tay đua về đầu. 3 giây, 2 giây, 1 giây dành cho 3 tay đua về nhất trên đỉnh đèo ngoạn mục, cùng với 30 điểm cho tay đua về nhất. Một đoạn leo đèo dài đến 18 km, mang tính thách thức rất lớn dành cho các vận động viên. Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, cùng với độ dốc 9 độ, cùng rất nhiều những khúc cua tay áo, khúc quỷ, chắc chắn sẽ khiến cho các vận động viên có rất nhiều cơ hội tấn công. Lúc này thì nhóm đông ở phía sau, với khoảng cách hơn 1 phút với nhóm 5 vận động viên đi đầu, cũng đã chuẩn bị thi đấu hết địa phận của Ninh Sơn, Ninh Thuận để bắt đầu bước vào chân đèo ngoạn mục. Xin được nhắc lại là sẽ có điểm thưởng dành cho 10 vận động viên về đầu ở đèo loại 1 ngoạn mục, trong đó có 30 điểm dành cho vận động viên về nhất. So với đèo loại 2, chỉ được 15 điểm thưởng cho vận động viên về nhất, thì rõ ràng cuộc chiến ở trên đỉnh đèo ngoạn mục ngày hôm nay cũng sẽ rất khốc liệt, đặc biệt là với những vận động viên muốn giành danh hiệu áo chấm đỏ. Ở lần gần nhất, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đấu qua đèo ngoạn mục vào năm 2021, thì người đã chiến thắng trên đỉnh đèo ngoạn mục là Javier Sacda Perez. Đó cũng là năm mà tay đua người Tây Ban Nha đã mặc được chiếc áo chấm đỏ của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó năm 2020 thì Javier Perez cũng là người đã lập được một cú đúp rất ấn tượng vào đúng ngày sinh nhật của anh, ngày 5 tháng 6, khi vừa chiến thắng trên đỉnh đèo ngoạn mục, vừa thắng đèo Brent và thắng luôn cả đích đến ở thành phố Đà Lạt. Ở lộ trình của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã có một sự điều chỉnh lớn khi mà ban tổ chức không tổ chức thi đấu qua hai ngọn đèo quen thuộc là đèo ngoạn mục và đèo Brent. Bởi vì vào đầu tháng 2 vừa qua thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đèo Brent thành một cung đèo có 4 làn xe. Mặt đường sẽ mở rộng lên hơn 14m so với chỉ hơn 7m ở thời điểm hiện nay, và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024. Chính vì vậy mà ở cuộc đua năm nay, ban tổ chức đã điều chỉnh lộ trình. Sau khi thi đấu hết đèo ngoạn mục, các tay đua sẽ vào Đà Lạt theo hướng đèo Mimosa. Đây là một ngọn đèo dài khoảng 10km, mặt đường cũng tương đối thử thách và cũng sẽ là một thách thức mới, mang đến nhiều cơ hội và nhiều cuộc tấn công dành cho các vận động viên. Vâng, trở lại với những diễn biến vào lúc này, chúng ta thấy được những hình ảnh từ top đông. Chúng ta vẫn thường hay nói là những màn cạnh tranh ở trên đèo thường rất chờ đợi, nhưng bản thân Tuấn Lâm cũng đang rất chờ đợi xem các động thái của các đội đua mạnh. Họ sẽ đưa những chân đèo của mình nhập vào chân đèo ngoạn mục như thế nào. Và với Mai Hưng thì Hưng chia sẻ như thế nào về cái tầm quan trọng của việc mà đưa các chân đèo vào chân đèo ngoạn mục trước của các đội đua? Có thể nói rằng khi leo đèo thì nó sẽ không giống như là chúng ta chạy đường bằng. Nếu chúng ta chạy đường bằng thì khoảng cách giữa một vận động viên này với một vận động viên khác khoảng 100m thì chúng ta có thể dễ dàng bắt vào vận động viên kia. Nhưng khi vô đèo thì chỉ cần khoảng cách 10m thôi là cả một vấn đề cho hai vận động viên đeo bám với nhau. Vì vậy khi vào trong đèo thì hay chân đèo thì các vận động viên có khả năng leo tốt mà phải nằm ở những vị trí cao phía trên là một lợi thế rất là lớn cho những vận động viên này. Còn nếu như các bạn leo đèo tốt nhưng các bạn nằm ở vị trí phía sau cuối đoạn đua khi vào chân đèo thì chắc chắn đó là một điều trở ngại lớn cho các vận động viên, vì họ phải có một khoảng cách nhất định để bắt vào các vận động viên ở phía trên.
và họ sẽ tốn sức rất là nhiều. Vì vậy các vận động viên leo đèo tốt hầu như sẽ khi gần vào chân đèo thì sẽ dồn hết lên phía trên để vào chân đèo trước và quan sát cũng như là có những động thái tấn công trong đèo. Vâng, và đôi khi chúng ta vẫn thấy rằng biết được cái ý đồ đưa những chân đèo chủ lực của các đội đua vào với chân đèo trước thì một số đội đua cũng đang tận dụng cái khoảng đường này để phá sức của đối phương. Liệu rằng đó sẽ là những cái chiến thuật mà chúng ta sẽ thấy ở những km sắp tới với việc đoàn đua đang tiến dần đến chân đèo ngoạn mục. Dần, chắc chắn rằng khi các vận động viên đeo đèo vào chân đèo thì sẽ có những vận động viên họ có khả năng đi đèo khá hoặc là không đi đèo tốt, thì các vận động viên ở các đội này họ sẽ tấn công trước khi vào chân đèo để cho các đội bảo vệ giống như tập đoàn bảo vệ như hôm nay phải bung sức ra để đưa vào, và vì vậy khi vào chân đèo thì sẽ tạo lợi thế, một lợi thế nhất định cho các vận động viên mạnh của họ vào chân đèo cũng như là có sẽ có những cuộc tấn công trong chân đèo lên tới đỉnh đèo. Vâng, ở đoạn đường vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy sự xuất hiện của tay đua đến từ thành phố Hồ Chí Minh Vinama, đó là tay đua số 2 Trần Thanh Điền. Nhiều khả năng đó là những động thái để phá sức của đội đua thành phố Hồ Chí Minh Vinama đối với ekip tập đoàn Lộc Trà An Giang cũng như là gạo ngào Trà An Giang. Bên góc phải thì nhóm 5 tay đua đi đầu cũng đã bắt đầu nhập vào chân đèo ngoạn mục. Ở góc quay flycam bên khung trái màn hình lúc này chúng ta cũng nhìn thấy được quang cảnh của nhà máy thủy điện Đa Nhiêm. Đây là công trình thủy điện đầu tiên và nằm ở nước Thang, Hồ Chí Minh thường thi đấu qua trong lộ trình của mình. Vâng, chúng ta cũng thấy rất rõ đó là một vệt trắng ở trên ngọn đèo ngoạn mục. Thì đó chính là hai đường ống lớn được dẫn từ trên đỉnh núi xuống, là hai đường ống thủy áp có độ dài hơn 2 km đi xuyên qua núi và dẫn xuống chân đèo ngoạn mục, với nhiệm vụ đó là dẫn nước từ hồ Đa Nhiêm đến với nhà máy thủy điện này. Ở bên phía khung hình bên tay phải thì nhóm các vận động viên đi đầu lúc này đã bắt đầu bước vào chân đèo ngoạn mục. Những quần chân đã bắt đầu nặng hơn. Nỗ lực tấn công thoát đi trước đang giúp cho nhóm các tay đua này vào đèo đầu tiên. Và chắc chắn là họ cũng sẽ có được đôi chút lợi thế trong việc kiểm soát tốc độ của mình trước khi bị nhóm các vận động viên phía sau bắt vào. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi động thái tấn công đến từ nhóm các vận động viên ở phía sau, như và phát pháo đầu tiên vừa rồi đến từ Trần Thanh Điền. Tay đua cũng đã từng mặc áo vàng cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013 khi chỉ mới 17 tuổi. Vâng, cách biệt giữa đoàn đông và top đi đầu này chỉ khoảng dưới 1 phút 30 giây. Và nhiều khả năng cách biệt này sẽ bị san lấp hoàn toàn khi các vận động viên đi đầu vào đèo được khoảng hơn 1 km. Nguyễn Minh Thiện và Nguyễn Văn Nhã là hai tay đua đều đã từng có được những chiến thắng chặn tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh những năm trước. Trong khi đó thì trong nhóm này chúng ta ghi nhận nỗ lực đến từ tay đua Phùng Quốc Hà, sinh năm 2007 của ekip Hà Nội. Tay đua 16 tuổi cũng đang rất nỗ lực để bám theo cùng với các đàn anh. Một sự đồng lòng tuyệt đối đến từ nhóm 5 vận động viên đi đầu. Như vậy là ngay khi vừa vào chân đèo ngoạn mục thì một tay đua ở trong nhóm đầu này đã bị rớt lại. Đó là tay đua Nguyễn Huỳnh Lân của ekip quân đội. Mai Phú Quý cũng đang bắt đầu có dấu hiệu bị hụt hơi. Và cả tay đua của Hà Nội là Phùng Quốc Hà. Đúng là Nguyễn Minh Thiện vẫn được đánh giá cao nhất ở khả năng đi đèo trong nhóm đầu. Và chỉ cần vài guồng chân nhấn bàn đạp thôi thì sự phân hóa đã được thể hiện. Nguyễn Văn Nhã trong những năm gần đây cũng đang có được sự phát triển rất tốt về các khối cơ, đặc biệt là ở bắp đùi của mình. Nếu như quan sát kỹ thì chúng ta thấy bắp đùi của Nguyễn Văn Nhã có những khối cơ không khác gì một tay đua chuyên về nước rút. Nhưng lúc này thì anh cũng đang thể hiện khả năng đi đèo tốt khi vẫn đang nỗ lực đeo bám Nguyễn Minh Thiện. Còn đây là đoàn đông ở phía sau, những tay đua đi cuối và chắc chắn rằng chặng đua ngày hôm nay cũng sẽ vâng, vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng số 23 của tập đoàn Lộc Trời An Giang đó là Trịnh Đức Tâm cũng đã bị rơi lại ở phía sau đoàn đông.
Vâng, việc Trịnh Đức Tâm là một trong những tay đua đã làm việc rất nhiều ở những km vừa qua để đưa những vận động viên chủ lực của mình vào chân đèo trước. Chính vì thế cũng không quá ngạc nhiên khi Trịnh Đức Tâm cũng đã bị rơi lại từ sớm. Dân ngọn đèo ngoại mục có cự ly dài, nhưng theo Hương đánh giá thì hôm nay đèo ngoại mục các vận động viên sẽ leo với một tốc độ cao, vì đèo ngoại mục tuy dài nhưng độ dốc cũng như độ khó của đèo ngoại mục đã sau thời gian sửa chữa đã giảm xuống bớt, và độ lại của đèo ngoại mục thì lại rất là lại. Vì vậy hôm nay nghĩ rằng các vận động viên khi vào đèo ngoại mục họ sẽ leo với tốc độ cao và sẽ có nhiều pha tấn công trong đèo ngoại mục ngày hôm nay, để nhằm tách toán cũng như là các đội sẽ có những ý đồ đánh chiếm về các thứ hạng cá nhân cũng như đồng đội ngày hôm nay. Vâng, đây là những tay đua đi đầu ở top đông phía sau. Vẫn là những tay đua của tập đoàn Lộc Trời và Gạo Học Trời đang cố gắng hỗ trợ cho áo vàng Peter Rigunov. Theo sát với áo vàng đó là Eden Awad Bingusagan của Canada Đồng Nai. Cũng là một tay đua cũng đưa hơi cho các đồng đội của mình ở đường Đồng Nai để vào đèo. Và bên cạnh đó có cả Igor Frolov, chắc chắn là như vậy. Ở trong nhóm đầu thì người đang nỗ lực để kéo tấp đông chính là Nguyễn Hoàng Giang, tay đua thuộc ekip Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang. Một tay đua cũng có khả năng đi đèo rất tốt ở trong đội hình của ekip An Giang lúc này. Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Minh Thiện, hai tay đua vẫn đang nằm trong nhóm đầu, vẫn đang rất nỗ lực. Nhóm đầu này đã thi đấu được khoảng 3 km ở trong đèo ngoại mục và họ vẫn đang tạo ra được cách biệt hơn 2 phút so với đoàn đồng phía sau. Vâng, ở trên những ngọn đèo như thế này thì chắc chắn rằng khoảng cách về thời gian có thể sẽ dao động khá nhiều, khi mà tốc độ của các tay đua ở trên đèo chắc chắn sẽ rất khác nhau, khi thì leo dốc, khi thì đổ dốc. Nhưng hiện tại thì theo tôi đánh giá thì khoảng cách chúng chỉ khoảng dưới 2 phút. Bây giờ thì chắc chắn khoảng cách sẽ bị thu hẹp lại, khi mà các vận động viên đi đầu Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Minh Thiện cũng đang đến với một đoạn leo dốc. Ở nhóm sau thì khi mà những tay đua của tập đoàn Lộc Trời và Gạo Học Trời cũng đã cố gắng đưa Peter Rigunov nhập vào chân đèo và đang đi ở trên đèo ngoạn mục những km đầu tiên, thì có lẽ dần dần sẽ xuất hiện những đợt tấn công đến từ những ngoại binh của hai tập thể tập đoàn Lộc Trời cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và kể cả Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Tôi đang muốn nhắc đến là Peter Rigunov, Igor Frolov và kể cả Vladislav Duanov. Vai trò của Vladislav Duanov ngày hôm nay cũng sẽ cực kỳ quan trọng trong việc tạo thêm một mũi tấn công cùng với Igor Frolov. Ta thấy nỗ lực tuyệt vời đến từ các tay đua Việt Nam ở trong chặng đua ngày hôm nay. Họ không chỉ nằm ở phía sau đeo bám những tay đua nước ngoài, mà họ đã chủ động đi vào đèo trước, tạo ra những lợi thế cho riêng mình. Đó vẫn luôn là sự chủ động rất đáng khen ngợi của các ekip trong suốt những chặng đua vừa qua. Ta còn nhớ chặng đua từ thành phố Buôn Ma Thuột về với thành phố Nha Trang. Nỗ lực trong 30 km đi solo của Nguyễn Nhật Phát đến từ số 20 Châu Thới Vĩnh Long. Nỗ lực tuyệt vời, và dù đã bị bắt lại trong 500m cuối, nhưng đó vẫn chắc chắn sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong sự nghiệp thi đấu của anh. Vâng, còn cách đỉnh đèo ngoạn mục 14 km nữa, nhưng chúng ta vẫn thấy với khoảng cách này thì vẫn là những quần chân rất đều ở nhóm hai tay đua đi đầu, Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7 và Nguyễn Minh Thiện của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Dân theo Hưng thì còn khoảng vào đèo khoảng hơn 5 km thì chắc chắn rằng các vận động viên ở nhóm sau sẽ tấn công, vì ở đầu đèo của đèo ngoại mục thì có để nói rằng độ dốc cũng như độ khó của đầu đèo sẽ không cao, và các vận động viên tấn công thì họ sẽ phí sức cũng như đường đèo này cũng khá dài, và họ sẽ chờ đến qua 5 km của đoạn đường đèo sông pha này xong là sẽ vào những đoạn dốc cũng như là những độ khó của đoạn đường đèo này, họ sẽ có những động thái tấn công. Và ngày hôm nay tấn công nhất Hưng nghĩ rằng sẽ nằm chủ động của đội của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú.
Vâng, đèo Ngoạn Mục với chiều dài khoảng 18 km, với độ dốc trung bình là hơn 9 độ, là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Ở đỉnh đèo thì sẽ có độ cao là gần 1.000 m so với mực nước biển. Và ở trên đèo Ngoạn Mục này, điểm nhấn và độ khó cao nhất sẽ đến từ 4 đoạn khúc cua khuỷu tây. Hai vận động viên đi đầu cũng như là đoàn đua đã vượt qua được 5 km đầu tiên của con đèo Ngoạn Mục này. Vẫn là những guồng quay đôi chân rất đều của hai vận động viên Nguyễn Minh Thiện và Nguyễn Văn Nhã. Cả hai vẫn đang đồng lòng thay phiên nhau làm việc ở phía trên. Với việc thi đấu ở trên những ngọn đèo khó như thế này thì các vận động viên sẽ phải luôn duy trì lực đạp và cũng như nhịp tim ở trong ngưỡng chịu đựng của mình. Bởi vì chỉ cần vượt ngưỡng thôi thì tình trạng bể máy, hay trong chuyên môn xe đạp hay còn gọi là bể phổi, sẽ có thể xuất hiện. Và lúc đó thì sẽ bị tụt lại rất xa so với nhóm các vận động viên ở phía trên. Nguyễn Văn Nhã là tay đua năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi, cũng là một tay đua còn rất trẻ, nhưng cũng đã có đến 3 năm thi đấu tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì Nguyễn Minh Thiện vẫn được xem là một trong những tay đua toàn diện nhất mà xe đạp Vĩnh Long đang sản sinh ra được ở thời điểm này. Tay đua mà theo các chỉ số chuyên môn được đánh giá bởi những chuyên gia Hàn Quốc thì được xem là tay đua có được những chỉ số chuyên môn rất tốt về mặt sinh học. Tay đua này có chiều cao lên đến gần 1m8. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang được nhìn thấy một tấp đông vận động viên ở phía sau vẫn đang nỗ lực bám theo nhau, nhưng chắc chắn sẽ có những sự phân hóa đáng kể. Ở phía đầu đã có một tay đua cũng đã nhấn đi. Đó có lẽ là tay đua Trần Nguyễn Minh Trí của Dược Domesco Đồng Tháp, người đã cố gắng thoát đi trước, nhưng lúc này thì đã bắt đầu bị nhóm đồng ở phía sau bắt lại. Vẫn là khoảng cách hơn 2 phút mà nhóm đi đầu đang tạo ra được. Họ vẫn đang rất chủ động ở những km đầu tiên ở trên đèo Ngoạn Mục. Chắc chắn rằng ở trên khi gần đến đỉnh đèo thì cả hai tay đua này cũng sẽ dần bị rơi lại, nên họ vẫn đang chủ động và giữ hơi và giữ nhịp với tốc độ khá đều ở phía trên. Những nỗ lực rất tuyệt vời của Nguyễn Minh Thiện và kể cả Nguyễn Văn Nhã cho đến thời điểm này. Việc thi đấu trên những ngọn đèo khó như đèo Ngoạn Mục ngày hôm nay luôn ghi nhận những nỗ lực của hội mô tô thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là ban điều hành để cố gắng đảm bảo sự an toàn cao nhất dành cho các thi đua, nhưng bên cạnh đó cũng là đảm bảo tính chuyên môn cao nhất cho cuộc đua toàn quốc tranh cúp truyền hình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh phân tích về chiến thuật khi thi đấu trên các ngọn đèo của môn đua xe đạp. Chiến thuật phòng thủ chặn đèo, bảo vệ cho tay đua mặc áo vàng là một trong những chiến thuật cực kỳ quan trọng với các đội đua khi bước vào thi đấu những chặng đèo quan trọng ở đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Với chiến thuật này thì kiểm soát nhiệt độ sẽ là điều được ưu tiên hàng đầu. Như chúng tôi cũng đã nói, các tay đua sẽ phải thi đấu trong ngưỡng nhiệt độ cho phép của mình và không để vượt quá ngưỡng bởi vì sẽ rất dễ bị bể máy. Việc sắp xếp đội hình sẽ phụ thuộc vào khả năng đi đèo của các tay đua,
Trong đó, tay đua Mão Vàng luôn được đánh giá là người có khả năng đi đèo tốt nhất. Những tay đua không có khả năng đi đèo tốt sẽ là những người làm việc đầu tiên và có thể sẽ bị tụt lại khi vào chân đèo, như trường hợp của Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trạng An Giang vừa qua. Các đồng đội cũng phải biết ngưỡng của nhau và không nạp tốc độ lên quá cao, khiến cho đồng đội của mình rất dễ bị ngợp. Sẽ có những cuộc tấn công liên tục đến từ các ekip khác hướng đến chiếc áo vàng. Và nếu như còn đội hình còn dày thì sẽ có thể cử một thành viên bước theo để bám với các thành viên của các đội tấn công. Những tay đua tấn công đi cũng sẽ phải chịu lực cản gió rất lớn và phải đi một mình, không được bảo vệ trong đoàn đông. Tuy nhiên khi đội hình còn mỏng thì sẽ phải tính toán đến việc giữ nhịp, tránh bám theo. Bởi vì với việc giữ nhịp và có được quân số đông thì nhóm có áo vàng cũng sẽ có thể bám được với nhóm các vận động viên đã tấn công thoát đi trước đó. Vâng, chúng ta cũng thấy với những hình ảnh đồ họa trực quan vừa rồi của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì chiến thuật là một điều cực kỳ quan trọng trong xe đạp. Không chỉ đến từ nỗ lực của những cá nhân mà còn đến từ sự phối hợp rất nhịp nhàng đến từ cả một tập thể. Mỗi mắt xích ở trong đội hình đều đóng vai trò quan trọng ở trong việc giúp cho các tay đua có thể có được danh hiệu cao quý cuối cùng. Tập đoàn Lộc Trạng An Giang là đội đang phải bảo vệ áo vàng ở trong chặng đua ngày hôm nay, và nỗ lực làm việc của những tay đua như Trịnh Đức Tâm hay Nguyễn Hoàng Giang mà chúng ta nhìn thấy vừa qua là minh chứng rõ ràng cho chiến thuật bảo vệ áo vàng mà họ đang thực hiện. Vẫn là một nỗ lực rất đáng khen của Nguyễn Minh Thiện và Nguyễn Văn Nhã phía trên. Họ vẫn đang thực hiện những guồng chân rất đều đặn và chưa bị nhóm sau bắt vào. Còn khoảng hơn 10km nữa là sẽ tới đỉnh đèo. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là 10km ở trong đèo thì rất khác với 10km đường bằng. Igor Frolov và Vladislav Dionov lúc này đã bắt đầu bước lên ở phía trên, kéo theo Eden Abad và Basanku. Các tay đua An Giang vẫn đang thi đấu ở trong nhóm này. Có Quang Văn Cường, có Roman Maikin, Peter Rikunov, Javier Sakda Perez, Luis Destriac. Vâng, đã bắt đầu xuất hiện những động thái tấn công đến từ hai ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Nhưng mà khi mà chúng ta đã nói trước đó thì họ sẽ chờ đợi khoảng 5 đến 7km trước đỉnh đèo. Nhưng bây giờ chỉ mới là còn 10km nữa thì mới đến đỉnh đèo. Thì liệu rằng đó phải là một đợt tấn công quá sớm đến từ hai ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Ngoại Hương đánh giá như thế nào? Theo Hương quan sát thì đây không phải là đợt tấn công của Igor, mà Igor và Vanislav họ đang lên giữ nhịp tim cũng như là đang nâng cường độ nhịp tim của hai vận động viên này lên. Vì hiện tại thì xe đạp không còn phải là một môn thi đấu bằng sức lực nữa, mà còn thi đấu về khoa học. Và Hưng nghĩ rằng hai vận động viên này họ đang khởi động, Hưng dùng từ dễ hiểu là họ đang khởi động tim cũng như là đang khởi động phổi của họ và chuẩn bị cho những đợt tấn công sau. Vì khi đứng và cũng như là tạo cho mình một đà khởi động như vậy thì sẽ có những đợt tấn công sau này nữa của hai vận động viên này ở trong những đoạn khó của đèo ngoại mục. Đó cũng là cách mà chúng ta vẫn thường thấy các vận động viên xe đạp giống như ở nội dung đồng đội tính giờ. Thì các vận động viên sẽ phải đạp cực lực để chúng ta hay gọi là để giãn tim và giãn phổi ra. Và bây giờ đó cũng có thể sẽ là những động thái đến từ cả Igor Frolov và Dunov. Họ đang bắt đầu làm nóng dần để lựa chọn một thời điểm thích hợp hơn để tấn công thực sự. Như chúng ta cũng thấy trên màn ảnh lúc này, vẫn còn khoảng trên dưới 20 tay đua đang đi cùng với nhau ở trong nhóm thứ hai, nhóm có áo vàng Peter Rikunov và áo chấm đỏ Igor Frolov. Hầu hết những tay đua mạnh, những tay đua có khả năng đi đèo tốt của xe đạp đường trường Việt Nam như Nguyễn Trường Tài, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thắng, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn hay Phan Hoàng Thái, Nguyễn Hoàng Sang cũng đã có mặt ở trong nhóm này. Nhưng sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh cứ đi khoảng vài trăm mét thì sẽ bắt đầu có thêm một vài tay đua sẽ bị tuột lại.
đây cũng sẽ là một cuộc kiểm tra năng lực thực sự về khả năng đi đèo với các tay đua Việt Nam trong nỗ lực để cạnh tranh cuộc chiến áo cam. Xin được nhắc lại, bên cạnh danh hiệu áo vàng thì danh hiệu áo cam của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay, giải thưởng dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cũng đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với những ứng viên như Nguyễn Thắng, Phạm Lê Xuân Lộc, Tăng Quý Trọng, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Trường Tài hay Nguyễn Tuấn Vũ. Và đó cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh mà chúng ta rất chờ đợi ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn cách đỉnh đèo Ngoạn Mục 10km nữa, nhưng bây giờ thì rõ ràng với những hình ảnh vừa qua vẫn là những nguồn chân, và tôi phải thực sự nể phục với cả Nguyễn Minh Thiện của 620 Châu Thế Vĩnh Long và Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7. Cả hai vẫn đang duy trì một cách biệt là gần 2 phút so với tốc độ phía sau. Phải nói rằng một quãng đường gần 1/2 lộ trình của đèo Ngoạn Mục, nhưng cả hai tay đua này vẫn đang chơi đầy cống hiến và nỗ lực. Vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng biết là ở trong chặng đua ngày hôm nay, khi phải thi đấu qua những ngọn đèo cao thì hệ thống tín hiệu truyền dẫn của chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều những trở ngại thách thức, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng để bố trí rất nhiều những camera ở trên đường cùng với hệ thống truyền dẫn tốt nhất để có thể truyền tải đến quý vị những hình ảnh của đoàn đua. Chắc chắn sẽ không để bỏ lỡ bất cứ một diễn biến nào, những cập nhật mới nhất nào. Đây là nhóm các vận động viên ở phía sau với rất nhiều những tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lập Trạc Giang và Đồng Nai. Những ekip rất mạnh và cũng đang rất nỗ lực trong cuộc cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng đồng đội. Dần như Hưng đã nói thì hiện tại tốc độ của nhóm 2 đang rất cao, và hai vận động viên ở phía trên là Vanislav và Igor Polov đang tạo ra một cho mình một ngưỡng, và họ đang đưa dần ngưỡng này lên. Và có thể nói rằng trong đèo thì những vận động viên nào họ tập luyện với cường độ cao và cũng như họ biết ngưỡng của họ thế nào thì trong đèo này tất cả các vận động viên sẽ thể hiện rõ, và các vận động viên sẽ đưa cái ngưỡng của mình lên cao nhất. Vận động viên nào sẽ chịu nổi thì họ sẽ đeo bám được, và những vận động viên nào họ không đạt được ngưỡng này thì bắt buộc họ sẽ tự động họ buông ra khỏi nhóm vì nhịp tim của họ không cho phép họ đeo bám ở tốp này nữa. Nhịp tim của mỗi vận động viên sẽ khác nhau, như ngưỡng nhịp tim trung bình một các vận động viên khi bước vào thi đấu ở ngọn đèo này đều phải duy trì ở trên mức 180 nhịp một phút, một ngưỡng rất cao, và phải duy trì trong quãng đường gần 20km cũng là một điều không hề đơn giản. Phải là những sự tính toán rất kỹ lưỡng, không chỉ về chiến thuật mà bây giờ sẽ là những chỉ số về sinh lý, sinh hóa của mỗi con người, và sẽ là một lát cắt. Chúng ta vẫn thường nói là các vận động viên mạnh sẽ tạo nên những lát cắt, và khi đó ngưỡng họ tạo ra được và những vận động viên nào không đạt được tới ngưỡng đó thì họ sẽ bị rơi lại. Rất là nhiều trường hợp mà chúng ta đã từng chứng kiến ở những con đèo khắc nghiệt của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình. Đây là góc quay được gắn ở trên một chiếc xe của một vận động viên của chúng tôi. Góc quay cho thấy hình ảnh của tay đua mang xe 107 của ekip Hà Nội, tay đua Phùng Quốc Hà, người cũng đã nỗ lực tấn công từ trước khi vào chân đèo. Lúc này thì anh cũng đang bị dần tụt lại nhưng vẫn đang rất nỗ lực để có thể đeo bám được với nhóm các vận động viên ở phía trên. Đây là góc quay đặc biệt được gắn trên xe của vận động viên Nguyễn Nhật Nam của đội đua Dược Domesco Đồng Tháp. Dân khi vào còn khoảng 8km nữa kết thúc đèo thì chắc chắn các vận động viên ngoại binh họ sẽ dần đưa tốc độ lên, và có thể nói rằng ngưỡng tim của các vận động viên này cũng như lực đạp quát của các vận động viên này sẽ tăng lên rất là mạnh. Vì vậy các vận động viên nội binh của chúng ta phải cố gắng hết sức, và cũng như là cũng phải xem ngưỡng của mình, cũng như là luôn luôn theo dõi đồng hồ nhịp tim của mình ở mức nào để đeo bám, cũng như là chỉ cần các vận động viên không theo dõi thường xuyên nhịp tim cũng như là đưa lên ngưỡng quá cao và không bỏ, nếu như Hưng thí dụ và đang đeo bám ở tốc độ 25 mà nhịp tim của vận động viên này đang nằm mức 190 mà ngưỡng của vận động viên này sẽ là 195 và họ đưa lên 195 trong vòng 1 phút thì chắc chắn rằng vận động viên này họ sẽ bỏ ra. Và nếu họ bỏ ra khỏi tấp này sớm thì họ vẫn còn có thể sức duy trì được đeo bám ở tấp sau. Còn nếu họ cố gắng hơn nữa trong vòng 2 phút thì chắc chắn rằng khi họ dăng lại thì chắc chắn họ sẽ bỏ ra và họ sẽ thua xa hơn khoảng cách thời tiết trên.
theo những thông tin mà chúng tôi cập nhật thì có lẽ là nhóm các vận động viên có áo vàng và áo chấm đỏ Igor Frolov và Peter Rikunov cũng đã bắt vào được với hai vận động viên đi đầu là Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Minh Thiện. Và đó cũng là một điều dễ hiểu khi mà tốc độ của nhóm này đã bắt đầu được đẩy lên rất cao. Bây giờ là lúc mà cuộc chiến mới thực sự bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn. Vladislav Duyanov tiếp tục là mũi tấn công được phát đi đầu tiên của ekip Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Ngay lập tức là Javier Sagda Perez bám theo. Đây là con dốc 10 độ theo như chia sẻ của Mai Nguyễn Hưng. Đây là đoạn dốc khó nhất trên đèo Ngoạn Mục. Đó là thời điểm để các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama lựa chọn để tấn công. Khoảng cách ở trên bảng xếp hạng cá nhân giữa Vladislav Duyanov và Javier Sagda Perez ở hai vị trí thứ 3 và thứ 4 chỉ là 32 giây thôi. Vì vậy mà Perez cũng sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để tấn công vào vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp cá nhân này. Ở góc quay này thì một tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp và Đồng Nai đã bị tuột lại ở phía sau. Có lẽ là Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Hướng. Nhưng đây là hình ảnh mà chúng ta quan tâm nhiều hơn. Igor Frolov đang nạp tốc độ ở phía trên, còn cách đỉnh đèo Ngoạn Mục khoảng 7 km nữa. Và chắc chắn rằng theo sát Igor Frolov vẫn là Vladislav Duyanov của Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời. Những chân đèo tốt nhất vào lúc này đều đang nhập thành một tốp và đang được dẫn tốc độ bởi Igor Frolov và Duyanov ở phía trên. Đó là những tình huống đăng xe của Trần Lê Minh Tuấn, chúng ta có thể thấy rõ. Phạm Lê Xuân Lộc cũng đang ở trong này. Số quân còn lại của mỗi đội khi vào đến đèo cũng sẽ là một điều mà chúng ta hết sức lưu tâm. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến trên bảng tổng sắp đồng đội. Suốt những chặng đua vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Igor Frolov và Vladislav Duyanov, đặc biệt là những chặng đua có những ngọn đèo như đèo Hải Vân hay đèo An Khê và đèo Vĩnh Hy. Nhóm các tay đua ngoại binh vẫn đang ở phía trên và kéo theo Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Thắng cùng với Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tấn Hoài. Cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là chúng ta sẽ chờ xem sự đeo bám của các tay đua Việt Nam ở trong nhóm đầu này là như thế nào. Có lẽ là một tay đua của Đồng Nai đã bị rớt lại. Chỉ còn hai tay đua của Đồng Nai ở trong nhóm đầu này. Có lẽ chỉ còn Ba San Khu và Nguyễn Phạm Quốc Khang mà thôi. Đồng Tháp họ đang có Luis Desriac và Nguyễn Quốc Bảo. Thành phố Hồ Chí Minh Vinama có Igor Frolov, có Nguyễn Thắng và có lẽ là Trần Lê Minh Tuấn nữa, đang có 3 tay đua. Tay đua 43, Phan Hoàng Thái và số 1 Nguyễn Trường Tài cũng đang bám theo ở phía sau. Và cả Tăng Quý Trọng, tay đua vừa mất áo cam ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và An Giang đang là những tập thể đang có nhiều quân nhất ở trong nhóm đầu này. Những diễn biến cực kỳ hấp dẫn ở chặng đua ngày hôm nay. Hơi đáng tiếc một chút khi có lẽ là... Như vậy là Nguyễn Hoàng Sang. Nguyễn Hoàng Sang, tay đua có khả năng đi đèo rất tốt của Đồng Nai. Người đã đạt được thứ hạng dành cho vận động viên Việt Nam cao nhất trong 2 năm gần nhất của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực để bám theo. Cả Nguyễn Tuấn Vũ, chuyên gia đi cá nhân tính giờ của xe đạp đường trường Việt Nam, cũng đang rất nỗ lực để bám đuổi ở phía sau này. Sẽ là một chặng đua mà tất cả các vận động viên Việt Nam sẽ đẩy giới hạn của mình lên mức cao nhất. Đây là nhóm phía sau nữa với Eden Abad, Nguyễn Hướng và Nguyễn Nhật Nam. Đó là ở thời điểm này chúng tôi cũng đang thực sự hồi hộp và nhịp tim cũng đang lên rất cao theo các vận động viên.
Bởi vì đầu này chính xác là những chân đèo thượng hạng và loại bậc nhất vào lúc này của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Tuấn Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang là người đi cuối của top này. Trước đó là nỗ lực của Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai để nhập vào những vận động viên ở phía trên. Họ đã thành công, nhưng quan trọng là ở những km tới thì họ có thể đeo bám tiếp tục được hay không. Việc Nguyễn Tuấn Vũ xuất hiện cũng đang tạo nên lợi thế về quân số cho đội đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama ở nhóm này. Ngày hôm qua thì Nguyễn Hoàng Sang, tay đua của ekip Đồng Nai đã chia sẻ với chúng tôi rằng ngày hôm nay anh sẽ chơi tất tay, thậm chí anh sẽ vượt ngưỡng luôn cả cơ thể của mình. Và có lẽ là đúng là thời điểm này Nguyễn Hoàng Sang đang bắt đầu có dấu hiệu bị tuột lại. Nguyễn Tuấn Vũ cũng đang bị rớt lại so với nhóm đầu. Lực đạp liên tục được các vận động viên ở phía trên nhấn với lực mức ngờ trên 400W. Rõ ràng là những cú nhấn bàn đạp cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng đeo bám của các tay đua ở phía sau rất nhiều. Vâng, đúng là dần dần khi càng tiến gần đến đỉnh đèo thì sự phân hóa lại ngày càng nhiều hơn. Những chân đèo tốt của Việt Nam sẽ lại bị rơi lại. Có lẽ vừa rồi Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai và Nguyễn Tuấn Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama họ đã vượt ngưỡng để có thể bắt vào nhóm này và chỉ có thể duy trì thêm được một quãng đường nữa và họ đã chính thức bị rơi lại. Tình thế đang thay đổi liên tục. Ngày hôm qua Đồng Tháp bị thiên quân ở trong nhóm đầu, trong khi Đồng Nai có đến 3 quân. Nhưng ngày hôm nay thì Đồng Nai đã bắt đầu bị rơi lại một tay đua, trong khi Đồng Tháp vẫn đang duy trì được một đội hình tương đối ổn định ở phía trên với Luis Destriac, Phan Hoàng Thái và Nguyễn Quốc Bảo. Tôi nghĩ rằng với những gương chân vừa rồi chúng ta thấy được là Igor Frolov của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama vẫn đang dẫn đầu, nhưng có vẻ như anh vẫn đang duy trì một ngưỡng chỉ khoảng 70-80% khả năng của cá nhân mình thôi. Và khi còn cách đỉnh đèo có lẽ khoảng 2 km thì đó mới chính xác là 100% khả năng của tay đua này. Những hình ảnh trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, đoạn đua còn khoảng hơn 3,5 km nữa sẽ đến với địa điểm này. Rất đông những khán giả đang hồi hộp chờ đợi để được thấy bóng dáng của những chân đèo thượng hạng của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Xin được nhắc lại là trên bảng điểm áo đỏ lúc này thì Igor Frolov đang dẫn đầu với 48 điểm, cách biệt 9 điểm so với người đứng thứ hai là Peter Rikunov. Nếu như tiếp tục giành được chiến thắng ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục hoặc ít nhất là góp mặt trong top 3 thì khả năng để bảo vệ áo chấm đỏ của Igor Frolov cũng sẽ được nâng lên rất cao. Vâng, Mai Hương đánh giá như thế nào về màn thể hiện của các tay đua Việt Nam, những nội binh khi mà vẫn đang đeo bám rất dính với những ngoại binh của các tập thể mạnh? Nhưng có thể đến thời điểm này thì các vận động viên nội binh của ta đã đấu quá xuất sắc thì có thể nói rằng các tay đua ngoại binh họ đang dần đưa lên ngưỡng cũng như được quát bao tối đa của họ trong đèo. Và hiện tại thì các vận động viên nội binh chúng ta đang đeo bám rất sát và đây là một ngày có thể nói là một ngày đấu quan trọng nhất của cuộc đua cúp truyền hình lần thứ 35 năm nay. Và tới thời điểm này thì các vận động viên Việt Nam đeo bám phía trên thì Hân dành cho họ một lời khen. Lời khen đó chính là sự nỗ lực và sự cố gắng của các vận động viên đến thời điểm hiện tại. Rất nhiều những người dân và cổ động viên đã có mặt ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục lúc này để chờ đợi các tay đua. Còn 3 km nữa thôi là lên tới đỉnh đèo và vận tốc khi leo đèo của Igor Frolov chúng ta đang thấy vẫn đang duy trì ở mức cực kỳ ấn tượng, sắp xỉ 30 km/h. Đó là một vận tốc rất lớn mà Igor Frolov vẫn đang duy trì được từ lúc này. Vâng, dường như vẫn đang tiếp tục có thêm những sự phân hóa ở nhóm đi đầu. Những chân đèo cũng đang bắt đầu bị kiệt sức và bị rơi lại. Họ cũng sẽ phải chấp nhận buông bỏ bởi vì nếu như vượt ngưỡng thì khả năng sẽ ở lại với đèo Ngoạn Mục này rất cao. Họ sẽ cần phải nương theo với khả năng của bản thân và kể cả nương theo với nhóm những vận động viên đi đầu và chấp nhận giữ một khoảng cách như vậy để có thể được về đến đích đến tại cung đường Hồ Tùng Mậu ở thành phố Đà Lạt.
những hình ảnh rất hồi hộp đang chờ đợi xem ai sẽ là người cán đỉnh đèo ngoạn mục đầu tiên ở chặng đua ngày hôm nay. Dân rất cố gắng, các vận động viên họ ngoài nội binh hôm nay họ sẽ thi đấu rất cố gắng để có thể đeo bám ở nhóm đầu, cũng như là họ sẽ thi đấu như thế nào trong ngày hôm nay ở ngọn đèn hoa mục đầu tiên, và sau đó họ phải trải qua một quãng đường bằng không bằng nói chung mà đường dốc khoảng 40 km nữa trước khi bước vào đèo Mimosa, và đây là cũng là ngọn đèo khó khăn cho các vận động viên. Vì vậy hôm nay các vận động viên họ phải phân bổ sức phải rất là hợp lý để họ hoàn thành được cự ly ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được nhắc lại là trước đó thì các tay đua đã phải thi đấu một chặng đường rất khắc nghiệt, những chặng đường mà họ đã lên phải liên tục đi qua những ngọn đèo cao như đèo An Khê, đèo Vũng Hy, và những chặng đường trường có lộ trình thi đấu lên đến 180-190 km/h. Khả năng phân bổ thể lực sẽ không chỉ đến các chặng đua ngày nay mà còn cả từ những chặng đua trước đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bầu không khí ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục cùng với bình luận viên Thế Mẫn. Cảm ơn bình luận viên Thái Ân. Và thú vị, bây giờ thì mình đang mặt ở đỉnh đèo Ngoạn Mục. Và lúc này thì không khí đang rất là sôi động khi mà đã có rất là nhiều người hâm mộ đã đến đây từ khá lâu và sẵn sàng để chào đón và cổ vũ cho các tay đua. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và đến với chia sẻ của một người hâm mộ. Vâng, chào anh, thì anh có thể giới thiệu họ tên đầy đủ mình hay không ạ? Tôi tên Nguyễn Đại, ở Sài Gòn, lên cổ vũ cho đoàn đua. Không biết là anh với team của mình đã đến đây từ khi nào ạ? Đến lúc lên tới đây là 6 giờ mấy 7 giờ. Có trải nghiệm thử cung đường đèo Ngoạn Mục có rồi. Sáng nay tôi mới trải nghiệm thì anh cảm thấy thế nào ạ? Tuyệt vời. Thì lúc này thì anh dự đoán là tay đua nào sẽ chiến thắng ở chấm đỏ? Theo tôi thì tay đua Eagle để giành áo chấm đỏ. Theo anh thì tay đua nào sẽ có thể giành chiến thắng ở đích đến tại chắc cũng là tay đua Eagle luôn. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Đại, và cũng chúng ta hãy cùng chờ xem là những dự đoán của anh có thành sự thật hay không. Và thú vị, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với biến đường đua. Vâng, đồ họa cho thấy còn cách đỉnh đèo khoảng 1,3 km nữa mà thôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có lại những hình ảnh của nhóm những vận động viên đi đầu. Chúng ta đã thấy bóng dáng của Igor Frolov đang là người cầm nhịp của nhóm này. Phía sau anh là Duonov và Peter Rikunov cũng bám rất sát. Vẫn có sự xuất hiện của chiếc áo cam Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama trong nhóm này, và kể cả chiếc áo trắng của Phạm Lê Xuân Lộc của ekip quân khu 7. Theo quan sát của chúng tôi thì có khoảng 12 vận động viên đang đi cùng nhau ở trong nhóm đầu. Từ khoảng trên 20 vận động viên. Lúc này nhóm đầu chỉ còn duy trì được khoảng 12 tay đua. Đó là sự khắc nghiệt và sự phân hóa khi bắt đầu bước vào đèo Ngoạn Mục, và khi mà chỉ còn chưa đầy 1 km nữa là sẽ lên tới đỉnh đèo. Chúng ta cùng hy vọng rằng nhóm các vận động viên Việt Nam cũng sẽ có thể đeo bám được các tay đua nước ngoài khi vào tới đỉnh đèo và tiếp tục duy trì được ở đoạn đường 40 km tiếp theo trước khi vào đèo Mimosa. Tiếp tục có những khoảng cách được nới rộng ra khi mà các tay đua ở phía trên bắt đầu đạp tốc độ. Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Tấn Hoài cùng với Peter Rikunov là ba tay đua của tập đoàn Lập Trời An Giang ở trong nhóm này. Chắc chắn Igor Frolov sẽ buộc phải tấn công. Igor Frolov đang phát pháo đi đầu tiên. Peter Rikunov và Javier Perez thì vẫn đang đeo bám Vladislav Duonov. Rikunov cũng đang băng lên ở phía trên. Bốn chân đèo thượng hạng của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, một lần nữa Luis Destriac đã bị rớt lại. Những cuồng chân rất mạnh mẽ liên tục đăng người của Igor Frolov. Igor Frolov chắc chắn sẽ là người giành chiến thắng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục. Peter Rikunov, Javier Sardar Perez và Vladislav Duonov là những người đã về đích tiếp theo. Tay đua ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục củng cố vững chắc vị trí của mình ở trên bảng điểm áo chấm đỏ. Nhóm các tay đua Việt Nam như Nguyễn Thắng, Tăng Quý Trọng, Phạm Lê Xuân Lộc, Phan Hoàng Thái, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài vẫn đeo bám được ở trong nhóm đầu này. Đây là Lê Ngọc Sơn, Roman Maikin,
Thú vị, như vậy là với chiến thắng ở đèo Ngoạn Mục thì Igor Frolov đã có thêm 30 điểm và anh đã có 78 điểm sau trận thi đấu ở đèo Ngoạn Mục này và đang tiếp tục là củng cố vị trí dẫn đầu và xếp hàng áo chấm đỏ. Và thứ hai đó là Peter Rikunov và thứ ba là Javier Perez. Có một điều đã chú ý đó là tay đua Phạm Lê Xuân Lộc đã cán đèo ở vị trí thứ 5. Đó tiếp tục là một thành tích rất tuyệt vời của Phạm Lê Xuân Lộc. Và bây giờ thì đã có thêm hai tay đua sẽ chuẩn bị cán đỉnh đèo Ngoạn Mục. Đó là Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Nguyễn Phạm Quốc Khang của ekip Đồng Nai. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những kết quả cập nhật từ tổ trọng tài. Ở trong nhóm đồng thì chúng ta cũng thấy là có thêm tay đua Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng đã đi ngay phía sau lưng của Phạm Lê Xuân Lộc. Lúc này thì Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thắng cũng là hai tay đua đang cạnh tranh cho danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất và có thứ hạng cao nhất ở trên bảng tổng sắp. Tiếp tục có thêm hai tay đua nữa, đó là Nguyễn Trường Tài và một tay đua của Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang cũng đã vượt qua đỉnh đèo Ngoạn Mục. Tiếp theo là một nhóm 4 tay đua, trong đó có Võ Thanh An, có Nguyễn Tuấn Vũ, có Nguyễn Trúc Sinh. Lúc này thì đoàn đua đang được chia ra thành khá nhiều những tốp nhỏ. Vâng, và bây giờ thì trọng tài đã có được kết quả. Kết quả đèo Ngoạn Mục 10 hạng, bao gồm các vận động viên số 7, 27, 125, 17, 83, số 4, 41, 77, 22 và 44. Xin nhắc lại kết quả đèo Ngoạn Mục 10 hạng, bao gồm các vận động viên số 7, 27, 125, 17, 83, số 4, 41, 77, 22 và 41. Báo cáo hết. Em chụp lại, em chụp lại. Vẫn xin được cảm ơn những thông tin từ bình luận viên Thế Mẫn và bộ phận trọng tài đã làm việc ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục. Và chúng tôi một lần nữa xin được nhắc lại kết quả ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục với 10 tay đua đã về đầu. Tay đua về đầu tiên là Igor Frolov của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama với 30 điểm thưởng và 3 giải thưởng. Đứng thứ hai là Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang, 25 điểm thưởng và 2 giải thưởng. Và thứ ba là Javier Sacda Perez của Nhựa Bình Minh Bình Dương với 20 điểm thưởng áo đỏ và 1 giải thưởng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vladislav Duranov, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Thắng, Loic Desriac, Basanku Miat Masuren, Nguyễn Tấn Hoài và Nguyễn Quốc Bảo. Một nỗ lực đáng khen khi đã có đến 4 tay đua của Việt Nam góp mặt ở trong top 10 khi leo đèo Ngoạn Mục này. Và đây là tốc độ của biểu đồ tốc độ của Igor Frolov trong suốt đoạn đường vừa qua. Ta cũng thấy rằng là ngay sau lên đỉnh đèo, ở đoạn đổ đèo thì Igor Frolov đã đẩy tốc độ lên rất cao, lên đến khoảng 50 km/h. Trước đó thì anh cũng luôn duy trì vận tốc ở trong khoảng trên dưới 30 km/h trong đoạn leo đèo, một tốc độ cực kỳ ổn định của tay đua thuộc ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Lúc này thì các tay đua ở trong nhóm đầu đang thi đấu qua khu vực đờ răng của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xin được nhắc lại là họ sẽ thi đấu một đoạn đường bằng khoảng 40 km trước khi vào đèo Mimosa. Đèo Mimosa là đèo loại 2 của cúp rừng hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay và chắc chắn sẽ lại tiếp tục có những cuộc tấn công được nổ ra ở trong nhóm các vận động viên đầu này. Với việc hiện tại đoàn đua đã chia thành rất nhiều tớp khác nhau
thì chúng tôi cũng xin phép không thể cập nhật được tất cả khoảng cách của các nhóm, mà chúng ta sẽ tập trung vào những nhóm đi đầu, những nhóm đang có khả năng ảnh hưởng cao nhất đến các cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc. Đây là biểu đồ về tốc độ leo đèo ngoạn mục của Peter Rykunov, tay đua mặc áo vàng và cũng là người đã liên tục bám đuổi Igor Frolov trong chặng đường vừa qua. Nhiệm vụ duy nhất của Peter Rykunov trong chặng đua ngày hôm nay sẽ là Igor Frolov ở đâu, anh có mặt ở đó. Chỉ cần như vậy thì Peter Rykunov sẽ bảo vệ được áo vàng của mình sau chặng đua này. Ở góc quay mà chúng tôi có được từ các camera ở trên đường lúc này thì chúng ta đã thấy được rõ ràng hình ảnh của hai nhóm. Nhóm 1 với 4 tay đua đã giành chiến thắng đầu tiên trên đỉnh đèo ngoạn mục: Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Vladislav Yuanov của thành phố Hồ Chí Minh New Group, Peter Rykunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang và Javier Sardaberes của Nhật Bình Minh Bình Dương. Và nhóm phía sau, nhóm 2 là nhóm các tay đua, trong đó có áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc, áo cam Nguyễn Thắng, Nguyễn Quốc Bảo, Ba San Khu và Luis Destriac. Một lần nữa chúng ta hãy cùng đến với bảng tổng sắp áo chấm đỏ sau đèo ngoạn mục ở chặng 15 này. Igor Frolov tiếp tục giữ vững vị trí của mình với 78 điểm. Đứng thứ hai vẫn là Peter Rykunov 64 điểm và Javier Sardaberes đứng ở vị trí thứ ba với 51 điểm. Danh hiệu áo chấm đỏ chung cuộc sẽ trao thưởng dành cho 3 tay đua trong top 3. Dần như thế, như tình thế hiện tại thì Hưng nghĩ rằng 4 tay đua phía trên họ đang hợp lực với nhau đi. Và kể cả tay đua áo vàng Peter Rykunov cũng đang lên kéo rất nhiệt tình với 3 tay đua kia để hợp sức rồi đi. Hưng nghĩ rằng nhóm này họ đang đồng lòng đi để tạo khoảng cách so với nhóm sau có 2 tay đua Dược Đô Mexico Đồng Tháp, họ đang thất thế về quân số cũng như là không có vận động viên nào tấp đầu. Vì vậy Luis Estrada và Nguyễn Quốc Bảo đang cố gắng gượt đuổi vào nhóm đầu gồm các tay đua ngoại binh. Đây cũng là 4 tay đua đang giữ 4 vị trí đầu tiên ở trên bảng tổng sắp cá nhân. Những tay đua đã thể hiện năng lực thi đấu rất tốt ở trong suốt những chặng đua vừa qua. Với Đồng Tháp lúc này thì việc 4 tay đua này ở trên nhóm đầu cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí ở trên bảng xếp hạng đồng đội của họ, khi mà trong nhóm đầu có Vladislav Yuanov là tay đua thuộc ekip thành phố Hồ Chí Minh New Group, là đội đang đứng ở vị trí thứ 5. Khoảng cách với Dược Đô Mexico Đồng Tháp là tương đối lớn, lên đến 8 phút, tuy nhiên cũng không thể loại trừ được những biến cố nào có thể xảy ra. Chính vì vậy mà tập thể Đồng Tháp với Luis Destriac và Nguyễn Quốc Bảo ở phía sau cũng phải cố gắng để bắt vào với nhóm này. Dân tốc độ của nhóm đầu hiện tại rất cao và nhóm sau Hưng nghĩ rằng với hai tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp họ khó có thể bắt vào nhóm các tay đua ngoại binh phía trên, vì có thể thấy rằng nhóm các tay đua ngoại binh phía trên họ đang hợp lực lại đi và họ đi rất quyết liệt và luôn ngoái đầu lại sau để nhìn khoảng cách nhóm sau và không muốn cho nhóm sau bắt vào nhóm một của các tay đua phía trên này. Lúc này chúng ta đang được nhìn thấy hình ảnh của ba top vận động viên ở trên phía đầu. Những tay đua đã thi đấu rất tốt ở trên đèo ngoạn mục. Ở nhóm 2, đó là sự xuất hiện của áo cam Nguyễn Thắng, tay đua sinh ra ở thành phố Buôn Ma Thuột, người đã chứng tỏ được khả năng đi đèo rất tốt trong suốt những năm vừa qua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đã vươn lên giành lấy vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp dành cho các tay đua Việt Nam sau chặng đua ngày hôm qua. Phạm Lê Xuân Lộc, tay đua gần như chắc chắn sẽ mặc áo trắng của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay, cũng đang nỗ lực bám đuổi. Và tiếp sau nữa là Phan Hoàng Thái, không có lẽ là Nguyễn Quốc Bảo là người đã có mặt ở trong nhóm 2 này, cùng với Luis Destriac và Ba San Khu. Dân khoảng cách có thể nói rằng càng ngày được càng nới rộng ra do 4 tay đua ngoại binh họ đi phía trên và họ đồng lòng kéo với nhau. Và nhóm sau thì có thể nói rằng là nhóm thứ 2 là hai tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đang muốn bắt vào tích trên. Và nhóm thứ 3 thì có thể nói rằng thuộc của các vận động viên của đội Vinama thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng muốn bắt vào nhóm 2 vì đây là một cuộc đua rất là hấp dẫn.
và các đội đều có cho mình những chiến thuật cũng như là những ý đồ tranh chấp về bảng tổng sắp cá nhân cũng như đồng đội. Ở nhóm 3 phía sau thì chúng ta thấy cũng có 5 vận động viên, có Phan Hoàng Thái của Utomesco Đồng Tháp, Tăng Quý Trọng của Tập đoàn Lộc Trời, có Nguyễn Trường Tài cùng với Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, cùng với Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến ở trên nhóm 1 cùng với ekip của bình luận viên Quang Huy. Xin được cảm ơn bình luận viên Thái Ân. Lúc này thì xe truyền hình lưu động của chúng tôi đang bám sát với nhóm các đội đi đầu, 4 tay đội đi đầu Igor Frolov, Vladislav Dionov, Peter Rikunov và Javier Seda Perez. Và quý vị khán giả có thể thấy ở trên màn hình vốn này, đó là tốc độ của Peter Rikunov ở trong top dẫn đầu. Và có thể tưởng tượng được không khi mà tay đua của đội tập đoàn Rang Giang, người đang mặc chiếc áo vàng, đang đi ở trên một đoạn đường dốc lên xuống liên tục, nhưng anh đang duy trì tốc độ ở mức khoảng 47-48 km/h. Và đó cũng là tốc độ chung của cả top 1 này. Rõ ràng là các đội đua ở trong top 1 hiểu rõ họ đã bỏ rơi lại phía sau những đối thủ rất quan trọng như là Luis de Suárez, rồi các đội đua của ekip Dược Domestic Cùng Tháp và cả các đua của đội Đồng Nai là những người cũng đã đeo bám rất quyết liệt ở trong những ngày vừa qua. Vì vậy mà 4 đội đua ở trong nhóm dẫn đầu này đang cố gắng đồng lòng với nhau luân phiên làm máy kéo để giữ tốc độ cao và kéo giãn khoảng càng xa càng tốt so với các vận động viên ở phía sau. Sau khi xuống hết đi hết đèo Ngoạn Mục thì đối với các khán giả đã theo dõi cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đều hiểu sẽ có một khoảng đường chừng sắp xỉ 40 km được gọi là đường băng từ đèo Ngoạn Mục cho đến chân đèo Mimosa để trước khi vào thành phố Đà Lạt. Nhưng đó gọi là đoạn đường băng là so với đoạn đường đèo Ngoạn Mục họ leo trước đó. Chứ đây cũng là một đoạn đường với rất nhiều những con dốc lên xuống. Còn ở trên màn hình của chúng ta vào lúc này, quý vị có thể chú ý đến banner ở phía trên màn hình, ở phía trên cao. Đó là khoảng cách giữa top dẫn đầu với 4 tay đua, trong đó có áo vàng Peter Rikunov và áo đỏ Igor Frolov, với top thứ 2 ở phía sau là khoảng sắp xỉ 1 phút. Và khoảng cách giữa top thứ 2 với top thứ 3 cũng là sắp xỉ 1 phút. Rồi khoảng cách từ nhóm dẫn đầu cho đến đèo Mimosa là còn khoảng hơn 40 km nữa. Javier Seda Perez vào lúc này đang làm tay đua làm máy kéo chính ở trong top dẫn đầu. Javier Seda Perez đã từng giành chiến thắng tại thành phố Đà Lạt ở cuộc đua cúp hình năm 2020. Năm 2021 là năm gần nhất mà cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chặng đua từ Phan Rang đi Đà Lạt. Thì khi đó người giành được chiến thắng ở tại thành phố Đà Lạt là Luis de Suárez. Và đó là năm mà tay đua Luis cũng đã mặc được chiếc áo vàng chung cuộc của cúp truyền hình. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Luis đang tuột lại nhóm phía sau, nhóm thứ hai ở trên đường. Các vận động viên ở trong top dẫn đầu theo ghi nhận từ trên xe truyền lưu động của chúng tôi đi ngay ở phía sau, họ vẫn đang duy trì tốc độ mức khoảng 48-49 km/h. Tốc độ của nó là cực kỳ ấn tượng của một nhóm chỉ 4 vận động viên thôi đi ở trên một đoạn đường dốc lên xuống. Rõ ràng là tốc độ này sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho các tay đua ở nhóm thứ hai, với sự có mặt của Luis de Suárez, với sự có mặt của Nguyễn Thắng người đang giữ chiếc áo cam, rồi sự có mặt của Phạm Lê Xuân Lộc tay đua đang giữ chiếc áo trắng.
tình thế hiện tại đang gây ra rất nhiều bất lợi cho các tay đua của ekip Dược Domesco Đồng Tháp, khi mà sau chặng đua từ Nha Trang về Phan Rang đi qua đường đèo Vĩnh Hy thì thứ hạng ở trên bảng xếp hạng đồng đội đã có những sự thay đổi về khoảng cách thời gian, khi mà lúc này đội tập đoàn Lập Trời An Giang vẫn đang dẫn đầu ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Vị trí thứ hai thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama với khoảng cách là 1 phút 24 giây so với tập đoàn Lập Trời An Giang. Vị trí thứ ba vẫn thuộc về đội Dược Domesco Đồng Tháp nhưng khoảng cách là 9 phút 23 giây so với tập đoàn Lập Trời An Giang. Và ở vị trí thứ tư đó là cái đội của đội Đồng Nai với khoảng cách là hơn 12 phút so với tập đoàn Lập Trời An Giang. Tức là cũng chỉ sắp xỉ hơn 3 phút so với cái đội ở vị trí thứ ba đó là đội Dược Domesco Đồng Tháp mà thôi. Vì vậy mà ngày hôm nay chắc chắn là đối với cái đội của Dược Domesco Đồng Tháp và cái đội của đội Đồng Nai, họ cũng sẽ cạnh tranh với nhau rất quyết liệt để đối với Đồng Tháp là bảo vệ vị trí thứ ba của mình ở trên bảng tổng sắp đồng đội, còn Đồng Nai là cạnh tranh để vượt qua Đồng Tháp và leo vào vị trí thứ ba. Peter Rikunov như chúng ta thấy vẫn đang tỏ ra rất bình thản, thoải mái khi thi đấu ở trong lộ trình với ngọn đèo ngoạn mục mà họ đã vừa vượt qua và tiếp tục với những đoạn đường lên xuống với những con dốc. Và sau đó nữa là đèo Mimosa ở phía trước. Lúc này thì xe tiếp tế của các đội đã lên kịp sau khi họ phải dừng lại ở phía sau để nhường cho tất cả các vận động viên đi qua hết đèo ngoạn mục rồi mới được đuổi theo. Và bây giờ sẽ là lúc để cho các vận động viên tranh thủ lấy tiếp tế. Và chúng ta cũng đang được thấy những hình ảnh rất dễ thương thì các em học sinh ở các trường học ở trên địa bàn của huyện Đơn Dương đang có mặt ở hai bên đường để cùng chờ đón và cổ vũ cho các vận động viên. Đó chắc chắn là một động lực rất lớn cho các đội đua ở trong ngày hôm nay, thể hiện tất cả sức mạnh của họ để cạnh tranh, để tranh chấp với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến ở trong top vận động viên thứ hai cùng với bình luận viên Thanh Hiệp. Kính thưa quý vị, lúc này thì xe mô tô của chúng tôi đang tiếp cận với nhóm thứ hai ở trên đường đua. Đó là nhóm có áo cam Nguyễn Thắng của Vinama và áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7. Và theo thông báo mới nhất của trọng tài thì họ đang cách nhóm đầu với khoảng cách là 1 phút 20 giây. So với 4 tay đua đi đầu thì nhóm này cũng tập hợp những chân đèo có thể nói là tốt nhất của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2023. Và ở phía trên thì hai tay đua đang làm máy kéo, đó là tay đua Nguyễn Quốc Bảo của Dược Domesco Đồng Tháp và người đồng đội của mình Loic Desquiac. Rõ ràng khi Dược Domesco Đồng Tháp đang thiếu quân ở nhóm đầu tiên thì hai tay đua trong màu áo vàng xanh đỏ đang cố gắng để gia tăng tốc độ và bắt vào nhóm đi đầu để bảo vệ thứ hạng đồng đội của mình. Họ đang đi với vận tốc ở mức từ 45 đến 47 km/h, một vận tốc rất cao, và Nguyễn Quốc Bảo cũng như Loic Desquiac từ nãy đến giờ đang là những người kéo chính. Lúc này thì Nguyễn Quốc Bảo đang lùi lại phía sau và Loic Desquiac đang là người để kéo nhóm đi này. Ở trong nhóm 2 còn có tay đua ngoại binh Mông Cổ của đội đua Đồng Nai, đó là Basanku Miyamasuren. Đó là một động thái mà ekip Đồng Nai có thể tạm thời cảm thấy bớt lo lắng về thứ hạng đồng đội đang bị đe dọa bởi ekip Đồng Nai, khi Basanku đang là tay đua đi gần với nhóm đi đầu nhất bên phía ekip áo xanh của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú. Trong nhóm này còn có một cuộc cạnh tranh rất đáng chú ý, đó là cuộc cạnh tranh cho danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thứ hạng tốt nhất, khi mà Nguyễn Thắng vẫn đang tích lũy thể lực của mình ở trong nhóm đi đầu này. Theo sát sau anh đó là tay đua đang mặc áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc của ekip quân khu 7. Lúc này ở trên bảng điểm áo cam thì
Phạm Lê Xuân Lộc cũng đang là người gần giờ nhất với tay đua Nguyễn Thắng với khoảng cách là 27 giây. Nếu như có thể về cùng với Phạm Lê Xuân Lộc ở chặng đua này thì Nguyễn Thắng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công chiếc áo cam của mình. Ở trong nhóm này còn có một chân đèo thượng hạng khác của xe đạp đường trường Việt Nam, đó là Nguyễn Tấn Hoài, tay đua mang số đeo số 22 của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Nguyễn Tấn Hoài từ khi bước qua đỉnh của Ngoạn Mục đến giờ thì anh vẫn đang nằm lại phía sau của nhóm 2 này. Như chúng tôi đã nói, hai tay đua ở trong nhóm 2 này đang kéo tích cực, đó là Loic Despriac và Nguyễn Quốc Bảo, hai chân đèo tốt nhất của đội đua giữa Domesco Đồng Tháp. Lúc này các tay đua đang đi qua khu vực xã Hải Dương của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, và họ đang đi trên một cung đường bằng. Trước mắt của các tay đua là một đoạn thả dốc. Chính vì vậy mà nhóm 2 này cũng đang đi với vận tốc trên 53 km/h. Họ vẫn đang cố gắng để có thể theo kịp nhóm 4 tay đua đi đầu. Trời mà anh của quý vị, lúc này thì xe tiếp tế của đội dự Domesco Đồng Tháp cũng đã có mặt để có thể tiếp tế cho Nguyễn Quốc Bảo và Loic Despriac. Hai tay đua vẫn đang làm việc rất tích cực ở trong nhóm thứ hai này. Đây thực sự là một ngày thi đấu mà các tay đua Việt Nam cũng đã chứng tỏ năng lực của mình khi họ đã thi đấu rất hay ở trên đèo Ngoạn Mục. Bằng chứng là ở trong nhóm 2, những chân đèo thuộc dạng tốt của cuộc đua năm nay vẫn có những tay đua Việt Nam, đó là Nguyễn Quốc Bảo cùng với một tuyển thủ quốc gia khác, đó là Phạm Lê Xuân Lộc. Lúc này thứ tự các tay đua đang kéo ở trong nhóm 2 đó là Loic Despriac, ngay phía sau anh đó là Ba Sanku Miyamasuren. Nguyễn Thắng đứng ngay sau tay đua của Đồng Nai, phía sau anh đó là áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Tấn Hoài và cuối cùng là Nguyễn Quốc Bảo, tay đua vừa nhận tiếp tế của đội dựng Domesco Đồng Tháp và sẽ ngay lập tức tiến lên phía trên để thay tài với Loic Despriac và tiếp tục mở tốc độ của nhóm thứ hai này. Một lần nữa chúng ta là được đến với những hình ảnh rất tuyệt vời khi mà đoàn đua đang nhận được sự ủng hộ và tình cảm rất lớn từ các khán giả hai bên đường, đặc biệt là những em học sinh tại trường tiểu học Lạc Viên. Và thưa quý vị, vào lúc này thì chúng ta cũng sẽ tạm chia tay với cựu vận động viên Mai Nguyễn Hưng và sẽ cùng đến với vị khách mời thứ hai ở trong chương trình truyền hình trực tiếp buổi sáng ngày hôm nay, đó là huấn luyện viên Huỳnh Châu, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và huấn luyện viên Huỳnh Châu, với những gì mà chúng ta đã nhìn thấy đến lúc này, đặc biệt là ở công tác đào tạo và huấn luyện của ông, thì ông đánh giá như thế nào về sự phát triển và khả năng đi đều của các tay đua Việt Nam ạ? Phải nhìn nhận rằng qua cuộc đua cúp truyền hình này, trình độ leo đèo của vận động viên đã cải thiện khá đáng kể. Hiện nay thì như chúng ta thấy ở đèo Ngoạn Mục, chỉ khi những km cuối cùng thì các ngoại binh mới tấn công để vận động viên Việt Nam rớt lại, chứ còn trước đó thì cái trình độ của chúng ta có khoảng cách khá xa. Hiện nay thì những tay đua trẻ như Phạm Lê Xuân Lộc cũng đã ở trong cái nhóm đầu tiên của đoàn đua khi mà vào đèo Ngoạn Mục, và anh chỉ là xuống top thứ hai khi ở km cuối cùng khi cuộc tấn công mãnh liệt của Igor Frolov. Vâng, rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng Phạm Lê Xuân Lộc của khu 7 là người đã về ở vị trí thứ 5 ở trên đèo Ngoạn Mục, tức là chỉ sau 4 tay đua ngoại binh, đó là Igor Frolov, Vladislav Duonov, Peter Rikunov và Javier Sada Perez.
Điều đó chứng tỏ Phạm Lê Xuân Lộc đang là một trong những tay đua nội binh chơi nổi bật và có phong độ cao nhất. Không chỉ ở mùa giải năm nay mà ở mùa giải 2022 lần thứ 34 thì Phạm Lê Xuân Lộc cũng đã làm nên điều bất ngờ. Nhưng đến lần thứ 35 này năm 2023 thì bản thân tôi nghĩ rằng đó không còn là điều bất ngờ nữa, mà đó chính là năng lực thực sự của tay đua chỉ mới sinh năm 2005. Trong nhóm đi thứ hai này chúng ta cũng cần phải nhắc đến những tay đua Việt Nam rất ấn tượng khác. Trong đó có tay đua số 44 Nguyễn Quốc Bảo của dự Domestico Đồng Tháp, cũng là một thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài ra thì còn là Nguyễn Thắng và đặc biệt là Nguyễn Tấn Hoài. Nguyễn Tấn Hoài tay đua mặc áo xanh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm liên tiếp và rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ lập kỷ lục 4 lần liên tiếp mặc áo xanh cúp truyền hình. Nhưng đến với cuộc đua năm nay thì mục tiêu mà Nguyễn Tấn Hoài tự đặt ra cho mình không phải là danh hiệu áo xanh mà chính là việc lọt vào top 10 trên bảng tổng sắp cá nhân. Trước khi chặng đua này diễn ra thì Nguyễn Tấn Hoài đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với những gì mà anh thể hiện ở trong chặng đua ngày hôm nay thì khả năng để Nguyễn Tấn Hoài lọt vào top 10 bảng tổng sắp cá nhân là điều hoàn toàn khả thi. Tay đua của Đồng Nai Ba San Khu là người duy nhất theo được ở trong nhóm này so với hai tay đua của Đồng Tháp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đồng Tháp lại đang tiếp tục tạo ra lợi thế trong cuộc cạnh tranh đồng đội với Đồng Nai. Ngày hôm qua thì họ đã bị Đồng Nai tấn công và thua hẹp giờ. Nhưng ngày hôm nay họ đã có một cuộc phản công ngoạn mục và đang xây dựng vững chắc vị trí thứ 3 của mình ở trên bảng tổng sắp đồng đội. Ở nhóm 2 này chúng ta cũng thấy vận động viên Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Anh đang giữ chiếc áo cam và đang tranh với lại Phạm Lê Xuân Lộc, thì trong top này cũng có Phạm Lê Xuân Lộc. Tuy nhiên anh là một vận động viên ngày hôm qua đã rất nỗ lực khi là người thứ hai của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, đã góp công đưa cái đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh gỡ điểm đồng đội. Chỉ còn là 1 phút 24 giây so với vị trí đầu tiên của tập đoàn Lập Trời. Chúng ta đang được đến với những hình ảnh của nhóm 3. Và trong nhóm này cũng đã có sự xuất hiện của những tay đua Đồng Nai, những thành viên của đội tuyển quốc gia khác như Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai, rồi tay đua Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh, và Tăng Quý Trọng, rất nhiều những tay đua mạnh, Nguyễn Tuấn Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Võ Thanh An cũng có mặt ở trong nhóm này. Và đây có thể được xem là một cuộc kiểm tra năng lực cực kỳ tốt dành cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam, khi mà sắp tới đây họ sẽ chuẩn bị bước vào đấu trường SEA Games, Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia, diễn ra vào trung tuần tháng 5. Và tất cả những diễn biến của môn xe đạp đường trường và tại SEA Games 32 cũng sẽ tiếp tục được Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp ở trên các kênh sóng và các hạ tầng của HTV, bên cạnh rất nhiều những môn thi đấu khác. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sẽ có những bản tin, những chương trình chuyên đề, những câu chuyện bên lề về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 tới đây. Sẽ là những bữa tiệc thể thao trên sóng truyền hình HTV liên tiếp. Và tiếp tục đến với đường đua lúc này, chúng ta cũng đang thấy nỗ lực rất lớn đến từ nhóm 3. Và trong đó cũng có nỗ lực đáng khen đến từ những tay đua như Nguyễn Hoàng Sang hay Nguyễn Tuấn Vũ, những người tưởng chừng như đã bị tụt lại, tưởng chừng như đã bị bể máy ở trên đèo ngoạn mục. Nhưng lúc này thì họ vẫn đang tiếp tục bám vào với nhóm ở phía sau. Vâng, ở top thứ 3 này đang có sự xuất hiện của 9 vận động viên. Đó là những cái tên như là Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời, Roman Maikin của gạo hàng Ngọc Trời, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai, hay tay đua Tăng Quý Trọng cũng của tập đoàn Lộc Trời, Võ Thanh An của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và chúng ta thấy diễn biến trên đường đua hiện nay thì ở top 2 cũng như top 3, sự xuất hiện của các đội đều là ở thế 1-1, vì các huấn luyện viên rất hiểu rõ chặng ngày hôm nay là chặng quyết định, có ảnh hưởng rất lớn đến vị trí tổng sắp đồng đội trên của chặng ngày hôm nay, chặng thứ 15. Ở nhóm 3 thì chắc chắn là ekip Đồng Nai sẽ là những người làm việc cực lực nhất, bởi vì họ đang bị thi quân so với Đồng Tháp ở trên nhóm 2. Ở trên nhóm 2 thì Đồng Tháp có đến hai quân là Loic Desriac và Nguyễn Quốc Bảo, trong khi Đồng Nai chỉ có một mình Ba San Khu. Ở phía sau thì Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Phạm Quốc Khang sẽ phải buộc nạp tốc độ lên cao để đẩy nhóm 3 này bắt vào với nhóm 2.
Nhưng điều đó cũng sẽ rất khó bởi vì nhóm 2 cũng có một mục tiêu của riêng mình, đó là đẩy tốc độ lên cao bắt vào với nhóm 1. Những cuộc đuổi bắt thật sự ở trên đường đua ở chặng đấu thứ 15 lúc này. Vâng, khi mà nhóm đầu cũng đã bị phân hóa thành 3 top như vậy, những chân đèo tốt nhất vào lúc này của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cũng dự đoán rằng khi vào đến đèo Mimosa và cũng còn cách đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt không quá xa, thì sẽ tiếp tục có được những đợt tấn công. Và đặc biệt đáng chú ý là những đợt tấn công ở nhóm thứ hai, khi mà nhóm này chúng ta thấy xuất hiện của chiếc áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 và áo cam là Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, thì nhiều khả năng nếu như muốn có thêm được những danh hiệu thì tôi nghĩ rằng một tay đua trẻ như Phạm Lê Xuân Lộc cũng sẽ chơi tấn công ở nhóm thứ hai này. Nhưng bên cạnh đó thì là các đội đua của Đồng Tháp, hai tay đua của Đồng Tháp là Loic Desviac và Nguyễn Quốc Bảo có thể cũng sẽ cố gắng nạp tốc độ lên để có thể gia tăng thêm cách biệt với vị trí thứ tư của đội đua Đồng Nai trên bảng xếp hạng đồng đội và qua đó giữ chắc cho mình vị trí thứ ba. Và để nhìn thấy rõ hơn động thái làm việc của nhóm ba, chúng ta hãy cùng đến với những cập nhật từ bình luận viên Thế Mận. Vâng, cảm ơn bình luận viên Thái Ân. Và thú vị, bây giờ Thế Mận đang đi ở nhóm thứ ba. Đây là nhóm sau nhóm có áo trắng và áo cam. Lúc này thì nhóm thứ ba đang đi qua huyện Đơn Dương. Và trong nhóm này có rất nhiều những tay đua mạnh đang cạnh tranh trong cuộc tranh chấp áo cam, như là Lê Ngọc Sơn, Tăng Quý Trọng, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Nguyễn Hoàng Sang và Phan Hoàng Thái. Mục tiêu của nhóm này là rất rõ ràng, đó là cố gắng bắt được vào nhóm thứ hai có áo cam và áo trắng để tranh chấp áo cam. Bên cạnh đó thì tập thể Đồng Nai cũng ở trong đoạn đường vừa qua cũng đã chơi tấn công tích cực nhằm thu ngắn khoảng cách về thời gian với Dược Domesco Đồng Tháp ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Lúc này thì Roman Makin, tay đua đã giành chiến thắng ở chặng đua vừa qua, cũng đã là người phát pháo lên và kéo theo Nguyễn Trúc Sinh cũng như là Trần Lê Minh Tuấn. Trần Lê Minh Tuấn cũng là một cái tên ở trong danh sách cạnh tranh áo cam cùng với Nguyễn Thắng. Có thể nói là trong nhóm thứ ba này có gần như là tất cả những tay đua mạnh ở trong cuộc cạnh tranh áo cam, dành cho vận động viên ấn tượng nhất. Lúc này thì chúng tôi vẫn chưa nhận thấy được trọng tài đã thông báo khoảng cách với nhóm thứ hai. Mặc dù vậy thì nhóm thứ ba này vẫn đang nỗ lực để tăng tốc, đặc biệt là những nỗ lực đến từ Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai. Như vậy là lúc này thì nhóm 3 cũng đang cách nhóm đầu là 3 phút 20 giây và đang cách một khoảng cách là tương đối với nhóm 2. Lúc này người đang làm máy kéo của nhóm 3 là Roman Makin. Ở trong nhóm này thì chắc chắn là những tay đua của ekip Đồng Nai sẽ là những người phải làm việc cực lực nếu như họ muốn thu ngắn khoảng cách và tạo áp lực lên Dược Domesco Đồng Tháp. Ở trong nhóm thứ ba này thì chỉ có một mình Phan Hoàng Thái đến từ Dược Domesco Đồng Tháp. Nhưng ở phía trên thì họ có Luis Desriac và Nguyễn Quốc Bảo. Đó là những lợi thế của đội đua Đất Sen Hồng trong cuộc cạnh tranh đồng đội. Trong khi đó thì ở trong nhóm thứ ba này có ba tay đua của Vinama, đó là Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Tuấn Vũ. Sau chặng đua vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đã thu ngắn được khoảng cách với tập đoàn Lộc Trời, và chắc chắn là trong chặng đua này và những chặng đua tiếp theo thì đoàn quân của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt sẽ còn gây áp lực hơn nữa. Lúc này thì nhóm thứ ba đang đi qua đường Thành Mỹ của huyện Đơn Dương và đang hướng đến đèo Mimosa trước khi đến đích đến tại thành phố Đà Lạt của Lâm Đồng. Ở trên mặt xếp hạng áo cam thì Tăng Quý Trọng,
lúc này đang cách tay đua Nguyễn Thắng là 47 giây. Và nếu như muốn gây áp lực lên áo cam Tăng Quý Trọng thì nhóm 3 này cần phải tăng tốc hơn nữa. Nhưng có vẻ như là trong khoảng 1 km vừa qua thì tốc độ của nhóm 3 đã phần nào giảm xuống, chỉ duy trì ở mức trên dưới 37-38 km/h mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại với sân khấu, cùng đến với phần bình luận của các bình luận viên ạ. Tôi xin được cảm ơn những thông tin từ bình luận viên Thế Mận ở top thứ 3. Top thứ 3 là top lúc này đang có 11 vận động viên. Với những tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Nai và cả 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ở nhóm thứ 2 lúc này thì Louis Desriac vẫn luôn là người thực hiện lượt kéo dài nhất. Một tay đua có khả năng đi tính giờ tốt như Louis thì việc anh luôn nỗ lực làm việc cũng là điều đương nhiên. Cả Louis và Nguyễn Quốc Bảo là hai tay đua luôn thay nhau để nỗ lực làm việc trong nhóm này, với mục tiêu bắt vào với nhóm 1. Nhưng tốc độ nhóm 1 được đẩy lên rất cao. Khoảng cách chỉ ngày 1 được nới rộng thêm chứ không hề được thu ngắn lại. Khi mà ở trên có đến 4 máy kéo thay nhau làm việc và cũng đều là những tay đua có khả năng đi cá nhân tốt, thì rõ ràng là so với nhóm ở phía sau, với việc chỉ có hai máy kéo chủ động trực tiếp như là Louis và Nguyễn Quốc Bảo thì họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn rất nhiều. Vận tốc của ba nhóm mà chúng tôi cập nhật được từ hệ thống định vị toàn cầu thời gian thực cũng đang cho thấy được tốc độ rất cao ở nhóm 1. Nhóm 2 lúc này đang leo lên một con dốc nên tốc độ của họ đang bị giảm xuống một chút. Đoạn đường ở phía trước chắc chắn sẽ còn ẩn chứa rất nhiều những ẩn số khó lường. Ngày nay chúng ta cũng thấy Peter Rikunov cũng chủ động làm việc ở trong nhóm 1. Bởi vì nếu như 4 vận động viên này kéo nhau về đỉnh đèo Mimosa và về đích ở thành phố Đà Lạt thì người có được lợi thế cao nhất trong việc giành chiến thắng ở vạch đích không ai khác chính là Rikunov. Anh vừa có thể bảo vệ áo vàng, vừa bảo vệ áo xanh, vừa có được chiến thắng chặn. Thì sẽ là một cú hat-trick mà tay đua này đang hướng tới. Ở trên bảng xếp hạng đồng đội thì An Giang cũng không gặp bất lợi gì khi họ đang đồng gà với Thành phố Hồ Chí Minh Vinama ở trên top này. Cả 4 tay đua này đều sẽ cố gắng đẩy tốc độ lên cao nhất. Một khi cả 4 máy kéo này cùng phối hợp làm việc với nhau thì thật khó để các top vận động viên phía sau có thể bắt vào được. Javier Sacda Perez, tay đua đã từng có 2 năm liên tiếp mặc áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đã không may gặp chấn thương ở mùa giải năm ngoái. Nhưng sau 1 năm, anh đã trở lại và vẫn cho thấy được sự lợi hại của mình ở trong mảo của tập thể mới như Bình Minh Bình Dương. Không có được sự hỗ trợ đến từ một ekip mạnh, nhưng cá nhân tay đua người Tây Ban Nha vẫn luôn cho thấy được sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn ở từng chặng đua mà mình thi đấu. Với những gì mà Javier Sacda Perez thể hiện lúc này thì nhiều khả năng anh sẽ góp mặt ở trong top 10 ở trên bảng tổng sắp cá nhân áo vàng và top 3 ở trên bảng điểm áo chấm đỏ. Đó cũng sẽ là một thành tích rất đáng khích lệ với cá nhân Javier Sacda Perez ở năm mà được xem có thể là năm cuối cùng mà anh thi đấu tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đua năm nay cũng là một cuộc đua mà có khá nhiều tay đua lớn tuổi có thể xem là cuộc đua cuối cùng. Ngoài Javier Sacda Perez, tay đua năm nay 34 tuổi thì Nguyễn Trường Tài, tay đua năm nay 35 tuổi, cũng có thể xem là cuộc đua cuối cùng của mình. Và lúc này thì tay đua đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đang có mặt ở trong nhóm thứ 3. Gương càng già càng cay, vẫn đang cho thấy khả năng đeo bám rất tốt. Hiện nay thì chúng ta đã chứng kiến trên đoàn đua thì đang tiến về ngã ba Phnom. Và với cục diện hiện nay thì 4 tay đua đi đầu rất đồng lòng để kéo cái top này cách xa thêm top 2. Trong khi top 2 chỉ có Nguyễn Tiền Rắc là làm máy kéo chủ yếu. Thì
với cái cục diện hiện nay thì khả năng 4 tay đua này vào đèo Nusa đầu tiên là chắc chắn. Và hiện nay chúng ta cũng thấy là tay đua mặc dù đang sở hữu chiếc áo vàng nhưng vẫn kéo rất là sòng phẳng với ba tay đua còn lại. Vì anh nghĩ rằng hiện nay anh đang có lợi thế về chiếc áo vàng và cũng như điểm áo xanh. Riêng về leo núi thì Igor Frolov hiện nay đang có 78 điểm, cách người thứ hai là Rikunov 64 điểm. Thì chắc chắn trong ngày hôm nay khi kết thúc tại đường hồ Tùng Mậu, chiếc áo chấm đỏ sẽ có chủ nhân chính thức là Igor Frolov. Vâng, và lúc này khi mà chúng ta đang thấy là bốn máy kéo top 1 đang rất đồng lòng để đưa nhau vào đèo Mimosa trước thì cũng không quá ngạc nhiên khi mà cách biệt với nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đang ngày càng bị nới rộng hơn. Ở nhóm thứ hai và nhóm thứ ba mặc dù có đông quân số hơn nhưng những mục tiêu về chiến thuật khiến cho chỉ có một số máy kéo trong hai nhóm này chỉ nỗ lực làm việc. Chính vì thế mà khoảng cách chắc chắn sẽ ngày càng bị nới rộng ra, và đặc biệt là trên ngọn đèo Mimosa leo 10 km thì khoảng cách này dự đoán cũng sẽ ngày càng lớn dần. Vladislav Dionov cũng tích cực kéo, bởi vì việc thoát đi như vậy sẽ giúp anh củng cố vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng thời giúp cho tập thể của mình là Thành phố Hồ Chí Minh Bill Group gia tăng cách biệt vị trí ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Ở bảng xếp hạng đồng đội, dù Thành phố Hồ Chí Minh Bill Group cũng đang có khoảng cách khá xa với Dương Trung Hết Đồng Tháp, nhưng dù sao thì đó cũng sẽ là áp lực để khiến cho hai tay đua của tập thể đội đua đất Sang Hồng là Louis và Nguyễn Quốc Bảo phải làm việc cực lực ở trong nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai những tay đua như Nguyễn Thắng, Nguyễn Tấn Hoài, Phạm Lê Xuân Lộc hay Ba San Khu sẽ chỉ cố gắng đầm theo. Thậm chí Ba San Khu còn sẽ muốn kiềm tốc độ của nhóm 2 này lại, bởi vì anh mong muốn hai đồng đội của mình là Nguyễn Phạm Quốc Khang và Nguyễn Hoàng Sang ở nhóm 3 có thể bắt vào để tạo ra thế quần đồng gà của Đồng Nai và Đồng Tháp. Vâng, và ngược lại thì khi mà Ba San Khu cố gắng kiềm lại nhưng lối Desuyak và Nguyễn Quốc Bảo của Dương Nomisco Đồng Tháp vẫn đang cố gắng làm đầu máy kéo, nỗ lực đẩy tốc độ của nhóm này đi cao hơn. Và với tình thế này, nếu như cả hai máy kéo của Dương Nomisco Đồng Tháp vẫn làm việc đều đặn chờ đến đích đến tại Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt, thì Dương Nomisco Đồng Tháp vẫn sẽ vững vàng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đồng đội. Bởi vì vào lúc này thì khoảng cách mà họ đang tạo ra trước đội đua Đồng Nai, đội đang giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng đồng đội là 3 phút 18 giây. Nguyễn Tấn Hoài ở trong nhóm hai này cũng chỉ có một nhiệm vụ là đeo bám Nguyễn Thắng, đối thủ của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, để tạo ra một thế giữ giờ trong bảng xếp hạng đồng đội. Phạm Lê Xuân Lộc gần như chắc chắn sẽ bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng, nhưng người học trò của huấn luyện viên Trần Thôi này có lẽ cũng mong muốn đạt một thứ hạng cao hơn và thậm chí là hướng tới danh hiệu áo cam, danh hiệu dành cho vận động viên Việt Nam có thứ hạng cao nhất cho bảng tổng sắp cá nhân. Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thắng đang đi rất sát nhau. Và nếu như Phạm Lê Xuân Lộc thực sự mong muốn giành được cả chiếc áo cam này thì anh cũng sẽ phải có những tính toán cho riêng mình ở trong những km còn lại của chặng đua ngày hôm nay. Tiếp tục đeo bám Nguyễn Thắng và chờ đợi cơ hội trong những chặng đua tiếp theo, hay tổ chức tấn công luôn để giành áo cam từ tay vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Đó cũng sẽ là một điều rất đáng chờ đợi ở trong chặng đua ngày hôm nay. Góc quay flycam này đã cho chúng ta thấy được diễn biến thi đấu của nhóm thứ hai cũng đã vào đến khu vực ngã ba Phnom. Chỉ còn khoảng 10 km nữa thì các tay đua sẽ bước vào thi đấu tại ngọn đèo Mimosa. Xin được nhắc lại là nhóm thứ hai này thì đang gồm những tay đua như là Loic Desiac, Nguyễn Quốc Bảo của Dược Domasco Đồng Tháp, Phạm Lê Xuân Lộc, người đang giữ chiếc áo trắng của ekip quân khu 7, tay đua Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, người đang sở hữu chiếc áo cam dành cho vận động viên Việt Nam ấn tượng nhất. Cùng với đó là tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược của tập đoàn Lộc Trời An Giang, và tay đua số 77 là Ba San Khu Miap Masoren của Đồng Nai. Cách biệt rất lớn với mặt thời gian giữa nhóm 1 và nhóm 2 lúc này, khi mà Nguyễn Quốc Bảo cũng đang có dấu hiệu bị xuống sức và có những thời điểm mà anh chỉ lên đưa hơi vài giây rồi sau đó lại để lại lực kéo cho Luis Desrac. Một mình Luis Desrac đang phải kéo cả nhóm hai này đi. Chúng tôi xin được thông tin thêm đối với Sam Đường Trường thì việc một nhóm cùng đi với nhau như vậy thì những tay đua đi đầu sẽ luôn phải chịu sức gió lớn nhất và các tay đua nằm ở phía sau sẽ được giảm đi một phần sức cản của gió, và đồng thời lực khí động học từ bánh xe ở xe phía trước cũng sẽ tạo ra một lực đẩy
để giúp cho tay đua ở phía sau tạo ra được lợi thế mặt vận tốc. Đó cũng là lý do vì sao mà nếu như các tay đua đồng lòng với nhau, thay nhau lượt kéo thì mới duy trì được tốc độ cao. Còn nếu như chỉ có một hai máy kéo như thế này thì tốc độ sẽ không thể bằng với nhóm có 4 vận động viên đầu như lúc này. Khoảng cách ngày một được nới rộng ra cũng là điều dễ hiểu. Bản thân ở trong nhóm này thì tôi nhận thấy ngoại trừ ngoài Basanku Metasuren của Đồng Nai cũng không nỗ lực làm việc, thì kể cả những tay đua như Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama một mặt cũng đang cố gắng tích lũy thêm thể lực cho mình để vào đèo Mimosa không bị tuột lại. Nhiệm vụ vào lúc này của Nguyễn Thắng chính là kiềm tốc độ của top 2, nhưng quan trọng đó là bảo vệ cho chiếc áo cam của chính mình và cũng như là của đội đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang nắm giữ. Rõ ràng sự xuất hiện của danh hiệu áo cam ở cuộc đua năm nay đã tạo nên thêm những diễn biến cực kỳ hấp dẫn, những cuộc chiến đang xen nhau ở từng chặng đua một. Giải thưởng áo cam chắc chắn là cũng sẽ cực kỳ cao quý với danh xưng vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất cuộc đua. Ở chặng ngày hôm nay thì ở đích đến tại Hồ Tùng Mậu thì vị trí đồng đội của các đội sẽ rất quan trọng đối với diễn biến ở nhóm 2 cũng như nhóm 3, khi mà các đội sẽ lợi quân hơn. Nhưng hiện nay thì ở nhóm 2 thì tôi thấy là đang có thế cài đăng lượt, mỗi đội đều có một người, trừ đội Đồng Tháp là có hai vận viên Luis De Sirac và Nguyễn Quốc Bảo. Nhưng anh Luis De Sirac đang là máy kéo và có khả năng khi vào đèo thì Lê Xuân Lộc sẽ là người tấn công để tranh chấp chiếc áo cam với Tăng Quýt, với Nguyễn Thắng, với khoảng cách chỉ có 27 giây. Vâng, đó là lý do mà tôi cũng đã nhắc đến việc Nguyễn Thắng cũng đang tích lũy thể lực thêm cho mình ở đoạn này để có thể đề phòng với những pha tấn công ở phía sau, và đặc biệt đến từ tay đua trẻ có một sự bộc phá rất lớn như là Phạm Lê Xuân Lộc ở thời điểm này. Một chặng đua cực kỳ hấp dẫn và vẫn đang được tiếp lửa bởi những cổ động viên nhí và tất cả những khán giả đang có mặt xuyên suốt lộ trình đua ngày hôm nay, kể từ thành phố Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận về đến thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Còn khoảng gần 10 km nữa thì các tay đua của chúng ta sẽ đến với đèo Mimosa, đoạn đèo loại 2, leo 10 km hay còn gọi với tên gọi là đèo Brent 2. Chúng tôi cũng xin được thông tin lại là trong chặng đua từ Phan Rang Tháp Chàm lên Đà Lạt ở ngày hôm nay thì thay vì đi theo cùng đường đèo Brent quen thuộc thì ban tổ chức đã đổi lộ trình sang thi đấu đèo Mimosa, bởi vì đây là thời điểm mà đèo Brent đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức xây nâng cấp mở rộng thành một cung đường đèo mới sẽ có 4 làn xe, mở rộng bề mặt ngang từ hơn 7m lên thành 14,5m và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Như vậy mà cuộc đua sắp tập quốc tịch truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, sau khi các tay đua thi đấu đèo ngoạn mục sẽ di chuyển đi thi đấu theo hướng đèo Mimosa, và đây cũng là một con đèo có tính thách thức rất cao với các tay đua. Tôi nhận thấy một điều rất là thú vị ở trong cái nhóm vận động viên dẫn đầu này gồm có 4 vận động viên. Tuy nhiên trong đó đã có 2 vận động viên đã từng là cựu áo vàng của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình cũng như áo chấm đỏ, đó là Javier Sada Perez cũng như Igor Frolov. Vâng, đó là thông tin hoàn toàn chính xác. Javier Sada Perez và Igor Frolov, những tay đua đều đã mặc áo vàng và áo chấm đỏ cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm gần đây. Vâng, và đương nhiên hai người còn lại thì đều là hai tân binh. Vâng, một số đèo quen thuộc, số 23 của Trịnh Đức Tâm bên phía đội đua tập đoàn Lộc Trời. Việc ở trận đua ngày hôm nay thì đương nhiên khi mà việc bảo vệ lộ trình vẫn được ưu tiên lên hàng đầu, bảo vệ sự an toàn, và chính vì thế nếu như đoạn đua và bị kéo giãn ra quá dài và các tay đua ở nhóm sau cũng sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của hội mô tô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ban điều hành, ban tổ chức của cuộc đua và kể cả sự quan sát của nhóm trọng tài. Chính vì thế mà các tay đua này mặc dù vẫn đang có khả năng có thể hoàn thành được chặng đua đúng với thời gian quy định của chặng đua này, đó là 10% tổng thời gian hoàn thành,
Thế nhưng việc để bảo vệ an toàn, chính vì thế mà những đầy đua ở nhóm cuối đều sẽ phải lên xe vớt để có thể đảm bảo được tính an toàn cao nhất. Bên cạnh việc lên xe vớt thì các đầy đua nếu như được trọng tài xác định là không còn khả năng hoàn thành chặng đua theo thời gian quy định thì cũng sẽ được nhóm trọng tài này dẫn về bảo vệ ở trong đoàn cuối. Và đó cũng là trường hợp đã diễn ra với Trần Tuấn Kiệt ở chặng đua từ thành phố Quy Nhơn về với thành phố Pleiku, leo qua hai ngọn đèo An Khê và Băng Giang, một chặng đua khắc nghiệt và đã khiến cho Trần Tuấn Kiệt không còn nằm trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh chung cuộc. Ngày hôm nay thì một trường hợp tương tự cũng có thể đang diễn ra với Nguyễn Văn Bình, tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng ta lúc này chưa biết được Nguyễn Văn Bình đang có mặt ở trong nhóm nào, nhưng nếu như không thể hoàn thành chặng đua ngày hôm nay trong thời gian giới hạn 10% quy định hoặc đã ở khoảng cách quá xa với nhóm mà đi đầu thì Nguyễn Văn Bình có thể cũng sẽ bị rơi khỏi cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh chung cuộc. Đó cũng sẽ là một điều rất đáng chú ý chặng đua ngày hôm nay với các tay đua của tập thể thành phố Hồ Chí Minh. Đó là điều mà chúng ta đã thường xuyên nhắc đến trong cuộc đua năm nay, bởi vì nhóm đi đầu hiện tại đều là những ngoại binh có khả năng rất mạnh, và chính vì thế mà khi họ đã thể hiện sức mạnh trên những ngọn đèo khó, bỏ lại những tay đua ở phía sau. Nhưng quan trọng là khi trở lại với những đoạn đường bằng như thế này thì họ vẫn đang tiếp tục đẩy tốc độ lên cao và kéo giãn khoảng cách ngày càng xa hơn với những nhóm phía sau. Chính vì thế mà đoạn đua sẽ bị rải ra với một độ dài rất lớn và khiến cho công tác quản lý về đảm bảo an toàn cho các vận động viên sẽ bị giảm đi. Chính vì thế vẫn là một ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của cả đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này khi mà đoàn đua đã bắt đầu bước vào thi đấu ở ngọn đèo Mimosa thì không biết là với huấn luyện viên Huỳnh Châu thì ông nhận định như thế nào về độ khó của ngọn đèo loại 2 này nếu như so sánh với những ngọn đèo loại 2 trước đó mà các tay đua đã thi đấu như Hải Vân, An Khê và Vĩnh Hy? Đèo Mimosa thì có độ dài 10 km, tuy nhiên so với đèo Hải Vân cũng như đèo Pren trước đây thì cái độ khó của đèo Mimosa không bằng. Cùng là đèo loại 2 nhưng mà rõ ràng là đèo Mimosa cái độ dốc nó không bằng đèo Pren cũng như đèo Hải Vân. Tuy nhiên cái nhận định của tôi thì khi mà 4 tay đua đầu tiên vào đèo Mimosa thì chắc chắn sẽ có sự phối hợp giữa vận động viên Vladislav Yunov với lại Igor Frolov để tìm cách tấn công để bỏ lại chiếc áo vàng. Nhưng mà chiếc áo vàng qua những cái chặng vừa rồi có đèo thì chúng ta thấy anh rất là cố gắng để đeo bám chiếc áo chấm đỏ Igor Frolov, nên cái chuyện đó cũng rất là khó xảy ra. Và cái kết quả ở đích đèo Mimosa thì chúng ta sẽ chờ trong giây lát. Như vậy là theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được ở trên bảng trên đường đua lúc này thì top đang có tay đua tạm mặc áo xanh Nguyễn Văn Bình, tay đua đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp áo xanh, có khoảng cách trên 10 phút so với nhóm đầu. Đây vẫn đang là một khoảng cách an toàn đối với Nguyễn Văn Bình. Nhưng như chúng ta cũng biết rằng ở phía trước vẫn còn một ngọn đèo Mimosa nữa, và đó cũng sẽ là thời điểm mà các tay đua tiếp tục sẽ tổ chức tấn công. Nguyễn Văn Bình cũng sẽ phải rất nỗ lực trong chặng đua ngày hôm nay nếu như vẫn muốn tiếp tục nằm trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh. Lúc này thì các vận động viên ở trong nhóm 1 đã đi vào đường cao tốc và chuẩn bị lên đèo Mimosa. Đây là trục đường mà nếu như đi thẳng hướng bên trái thì sẽ lên đèo Pren như thường lệ. Còn ngày hôm nay thì các tay đua sẽ di chuyển qua bên phía bên hướng bên phải và thi đấu qua đèo Mimosa. Đèo loại 2 Mimosa sẽ có điểm thưởng dành cho 8 tay đua về đầu, trong đó tay đua về nhất sẽ được thưởng 15 điểm. Và đây cũng sẽ là ngọn đèo thi đấu cuối cùng ở trong lộ trình thi đấu của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Danh hiệu áo chấm đỏ sẽ được xác định chủ nhân sau ngọn đèo này. Sau khi thi đấu đèo Mimosa thì các tay đua sẽ chỉ còn chưa đầy 10 km nữa là đến đích đến ở đường Hồ Tùng Mậu tại thành phố Đà Lạt. Sẽ là một quãng đường rất ngắn để các tay đua về cạnh tranh ở vạch đích.
áo vàng Peter Rikunov vẫn đang thi đấu rất bền bỉ trong nỗ lực đeo bám Igor Frolov và Vladislav Dronov. Như chúng tôi cũng nói, nếu như ngày hôm nay chỉ cần Peter Rikunov bám như hình với bóng với Igor Frolov khi về tới đích tại thành phố Đà Lạt thì chiếc áo vàng của anh chắc chắn sẽ được bảo vệ thành công. Vâng, chặng đua ngày hôm nay, chặng đua thứ 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm về đến thành phố Đà Lạt cũng là một chặng đua hiếm hoi mà đích đến ở trên một đoạn đường dốc lên. Đó là sau đèo Mimosa thì lại tiếp tục đi lên dốc thoai thoải để về đến đích đến tại cung đường Hồ Tùng Mậu ở thành phố Đà Lạt. Chúng ta vẫn chứng kiến những đoạn đường về đích ở đoạn đường băng và được chứng kiến những đoạn nước rút, nhưng ở chặng đua ngày hôm nay là một trong những chặng đua hiếm hoi qua nhiều năm của cúp truyền hình thì đoạn về đích sẽ là những đoạn dốc lên. Cách biệt mà nhóm đi đầu 4 ngoại binh vẫn đang tạo ra là trên dưới 5 phút so với nhóm thứ hai và khoảng 7 phút, hơn 7 phút so với nhóm thứ ba và là hơn 10 phút so với nhóm có tay đua tạm giữ chiếc áo xanh, đó là Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Đó vẫn là khoảng cách đủ để Nguyễn Văn Bình nếu về đích trong khoảng thời gian này vẫn có thể nằm trong cuộc cạnh tranh các danh hiệu trên các thứ hạng trên bảng điểm áo xanh. Hiện tại thì Nguyễn Văn Bình đang giữ vị trí thứ ba sau Peter Rikunov và Nguyễn Tấn Hoài. Số đoàn đó là Nguyễn Văn Bình đang giữ vị trí thứ nhì, xếp sau Peter Rikunov và xếp trên Nguyễn Tấn Hoài. Với chặng đua ngày hôm nay, thời gian dự kiến để các tay đua trong nhóm đầu hoàn thành có thể sẽ rơi vào khoảng 3 giờ 20 phút đến 3 giờ 30 phút. Nghĩa là sẽ là vào khoảng 200 đến 210 phút và tương ứng với 10% giới hạn thời gian sẽ là 20 đến 21 phút. Đó sẽ là khoảng thời gian mà các tay đua ở trong nhóm sau, đặc biệt là Nguyễn Văn Bình sẽ phải rất nỗ lực để có thể về trong thời gian quy định. Các tay đua đã bắt đầu rẽ phải hướng vào đoạn đường thi đấu ở đèo Mimosa. Sức mạnh rất rõ ràng đến từ các tay đua ngoại binh, nhưng một lần nữa chúng tôi vẫn phải khẳng định lại năng lực đi đèo của các tay đua Việt Nam cũng đã được thể hiện rất rõ trong chặng đua ngày hôm nay. Khoảng cách về mặt năng lực giữa các tay đua Việt Nam với tay đua nước ngoài ở một mức độ tương đối là điều có thể hiểu, nhưng việc có thể đeo bám được các vận động viên này và vẫn duy trì ở trong mức cho phép này cũng là nỗ lực rất lớn mà các tay đua Việt Nam đang thể hiện ở trong chặng đua ngày hôm nay. Với những gì thể hiện trên màn hình hiện nay, chúng ta có thể thấy là đối với vận động viên áo vàng Rikunov thì cái guồng chân của anh là rất là nhanh, có nghĩa là trong khoảng 95 đến 100, và ngược lại thì Igor Frolov anh đi nặng hơn một chút, có khả năng là khoảng 90 đến 95, vì khả năng là có thể là anh đi cái dĩa lớn hơn của vận động viên áo vàng hoặc là cái clip lớn hơn. Lúc này thì nhóm 4 vận động viên đi đầu đã bắt đầu vào chân đèo Mimosa. Tiếp tục là những tình cảm rất lớn đến từ người hâm mộ ở hai bên đường. Thời tiết lúc này cũng đã bắt đầu khắc nghiệt hơn, trời đã nắng gắt hơn khá nhiều. Rất có thể chỉ trong ít phút tiếp theo thôi, chúng ta sẽ tiếp tục được nhìn thấy những cuộc tấn công đến từ Vladislav Dronov và Igor Frolov. Đây là nhóm thứ hai
nhóm các vận động viên cũng đã bắt đầu chuẩn bị bước vào thi đấu ở chân đèo Mimosa. Họ đã vượt qua được trạm thu phí. Vẫn chỉ là nỗ lực làm việc đến từ hai tay đua thuộc ekip Đồng Tháp, Lữ Desriac và Nguyễn Quốc Bảo. Trong nhóm này thì bên cạnh nỗ lực đuổi bắt tớp của ekip Đồng Tháp thì chúng ta sẽ rất chờ đợi cuộc tấn công đến từ Phạm Lê Xuân Lộc dành cho áo cam Nguyễn Thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến cập nhật từ nhóm 1 từ bình luận ekip của bình luận viên Quang Huy. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì xe truyền lưu động của chúng tôi vẫn đang đi chung với các vận động viên tấn công vào đèo Mimosa. Lúc này thì họ đã vào chân đèo được khoảng hơn 1 km và tốc độ của các vận động viên vẫn đang duy trì ở mức khoảng trên 43 km một giờ. Rõ ràng là ở đoạn chân đèo này, khi mà đường vẫn chưa dốc lên quá nhiều, thì những tay đua cho lúc này có thể nói là những chân đèo cực kỳ xuất sắc ở cấp hình năm 2023 này đang cho thấy khả năng của họ rất tuyệt vời. Và hãy xem ở trong những km sắp tới thì diễn biến sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào. Lúc này ở phía đầu của top 1, Javier Sada Perez đang là người làm máy kéo chính. Chặng đường lên thành phố Đà Lạt luôn là những kỷ niệm đẹp đối với tay đua của đội Nhữ Bình Minh Bình Dương, Javier Sada Perez, khi mà xin nhắc lại là đã từng giành chiến thắng ở trong chặng đua từ Phan Rang lên Đà Lạt ở cấp hình năm 2020, giành chiến thắng ngay ở trong ngày sinh nhật của mình. Và ở năm 2020 đó thì Javier Sada Perez cũng đã là người giành chiếc áo vàng chung cuộc. Lúc này thì các tay đua đã vượt qua mức 10 km cuối cùng trước khi về đến đích. Chỉ 10 km nữa thôi, 10 km nữa là tất cả các vận động viên sẽ về đến đích đến ở vực đường Hồ Tùng Mậu tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Bây giờ sẽ là những đoạn đường dốc ngược lên và tốc độ của các tay đua đã bắt đầu bị giảm rất nhiều. Ở trong lộ trình đua của cúp truyền hình thì đã từng rất nhiều lần các vận động viên có sự tranh chấp với nhau, chọn đoạn đường đèo cuối cùng để tấn công và tạo ra khoảng cách với đối phương và tạo nên những cuộc đổi ngôi hết sức ngoạn mục. Đó là khi mà cúp truyền hình vẫn còn đi với cung đường đèo Brent. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem ở trong năm đầu tiên lộ trình của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đi với đường đèo Mimosa, khi mà khoảng cách giữa Igor Frolov với chiếc áo vàng Peter Rikunov đang ở mức khoảng 4 phút thì các tay đua sẽ thi đấu như thế nào, sẽ chọn cách tấn công như thế nào. Như huấn luyện viên Lê Thành Liêm của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng đã từng chia sẻ, ông chỉ đạo chiến thuật cho Peter Rikunov một cách rất đơn giản, đó là follow Igor, tức là bằng mọi cách chỉ cần bám sát vào Igor Frolov ở trên đường. Và chúng ta cũng thấy ở trong những chặng đua đã qua và trong suốt lộ trình thi đấu của chặng đua ngày hôm nay, Peter Rikunov luôn thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã đặt ra, luôn bám sát Igor Frolov, không để cho tay đua của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama tấn công để tạo ra khoảng cách. Tôi xin nhắc lại là đây là năm thứ hai lộ trình của cúp truyền hình đi qua đường đèo Mimosa.
sau lần đầu tiên vào năm 2004. Và năm 2004 đó thì tay đua đã giành chiến thắng ở đỉnh đèo Mimosa, là tay đua trình phát đạt của viện Domestic Map. Lúc này thì có thể thấy Igor Frolov vẫn đang bị Peter Dekonov theo rất sát ở sau lưng và vẫn chưa có động thái tổ chức các đợt tấn công nào. Javier Sanabarez vẫn đang là người dẫn đầu ở trong top 1. Ở trên màn hình của chúng ta lúc này đây là các vận động viên ở trong top thứ hai, lúc này thì cũng đang bắt đầu tấn công vào chân đèo Mimosa. Ở trong top thứ hai này có sự xuất hiện của tay đua đang giữ chiếc áo cam là Nguyễn Thắng, rồi tay đua Phạm Lê Xuân Lộc của đội của 7 người giữ chiếc áo trắng. Năm 2004 khi mà cúp truyền hình lần đầu tiên đi ở trên lộ trình lên Đà Lạt qua đường đèo Mimosa thì Trịnh Phát Đạt đã là người giành chiến thắng ở mức đỉnh đèo Mimosa, và năm đó thì Trịnh Phát Đạt đã là người mặc áo đỏ chung cuộc. Tay đua đã về nhì ở trên đỉnh đèo Mimosa là Huỳnh Mai Duy, và năm 2004 đó là năm mà tay đua của đội Seoul Hàn Quốc Park Song Baek là người đã giành được chiếc áo vàng chung cuộc. Park Sang-baek là một cái tên rất nổi tiếng ở lòng trong làng xe đạp đường trường châu Á. Khi mà tay đua này sau khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với đội tuyển xe đạp và đường trường Hàn Quốc tham dự rất nhiều giải đấu ở tầm châu Á và thế giới. Igor Frolov đang đứng hẳn người lên để cố gắng duy trì tốc độ. Peter Dekonov ở phía sau cũng vậy. Cuộc tấn công của Igor Frolov, tay đua đang mặc chiếc chấm đỏ đang cố gắng để tấn công. Nhưng tức chúng ta thấy Peter Dekonov đã bám sát ở sau lưng. Vladislav Dionov cũng đuổi theo, trong khi Javier Sanabarez thì đang bị bỏ hẳn lại. Javier Sanabarez đã bị tuột lại rồi, và cuộc tấn công này bây giờ chỉ còn lại 3 tay đua. Igor Frolov đang là người dẫn đầu, nhưng Peter Dekonov vẫn đang bám sát sau lưng của Igor Frolov. Rõ ràng là Peter Dekonov đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Không chỉ là chuẩn bị về mặt thể lực mà anh còn luôn chuẩn bị tâm thế, một tâm lý luôn tập trung sẵn sàng đối phó trước những đợt tấn công của nó là đầy bất ngờ của Igor Frolov. Và như chúng ta cũng thấy từ đầu đến giờ thì mỗi lần mà Igor Frolov thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ thì Peter Dekonov đều có thể bình tĩnh để đối phó và đưa ra những phản ứng rất kịp thời. Tiếp tục là những nỗ lực tăng tốc của Igor Frolov. Trong khi Peter Dekonov ở phía sau vào lúc này vẫn đang bám theo sau lưng Igor Frolov rất sát, và vị trí thứ ba đang là Vladislav Dionov. Bàn thi đua này vẫn đang duy trì tốc độ ở mức khoảng 30-31 km/h. Đây là một tốc độ rất tốt của các đội đua khi mà họ đang phải leo lên những đoạn dốc cao và rất dài. Vẫn đang là những tình huống nỗ lực để tăng tốc của Igor Frolov. Sau khi thực hiện cuộc tấn công vừa rồi thì Igor Frolov luôn là người làm máy kéo, trong khi Peter Dekonov luôn duy trì vị trí thứ hai, và vị trí thứ ba luôn là Vladislav Dionov. Cũng có những đôi chút đáng tiếc cho nỗ lực để tấn công của Javier Sanabarez trước đó, khi mà trong lúc này có vẻ như thể lực của tay đua người Tây Ban Nha đã không còn đủ để giúp anh duy trì việc bám sát
các đối thủ ở trên đường đua trong khoảng chừng hơn 5 km còn lại trước khi về đến đích. Đây sẽ là đoạn lên dốc liên tục và có thể nói là đoạn ở dốc nặng cuối cùng ở trên đường đèo Mimosa. Cũng có thể xem là cơ hội gần như là cuối cùng để cho Igor Frolov tấn công trong chặng đua ngày hôm nay. Dù rằng với khoảng cách hiện tại khi về đến đích thì những cuộc tấn công của Igor Frolov nếu như xảy ra và nếu như bỏ lại được Peter Rikunov ở phía sau thì cũng chỉ giúp cho tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama gỡ giờ đối với Peter Rikunov. Lúc này thì Vladislav Yanov đã là người vươn lên làm máy kéo chính. Ở trong những đoạn đường vượt qua với đường dốc lên liên tục như thế này và với những đoạn cua quặt liên tục như thế này, chúng ta hãy chú ý đến một chi tiết. Có thể nói là một chi tiết là tương đối nhỏ thôi, nhưng nó lại cho chúng ta nhìn rõ được thực lực của các vận động viên ở trên đoạn đường đèo. Đó là kể cả Igor Frolov, kể cả Vladislav Dionov, ở trong những đoạn đường lên dốc và muốn tăng tốc tấn công, họ đều phải đứng hẳn lên yên xe để gia tăng sức đạp. Như ở lúc này chúng ta thấy Igor Frolov đang đứng hẳn lên để tăng tốc, tăng sức. Nhưng ngược lại hãy nhìn vào Peter Rikunov, tay đua đang giữ chiếc áo vàng vẫn luôn bình thản ngồi vững vàng ở trên yên xe và duy trì tốc độ ổn định để đuổi theo hai tay đua Frolov và Dionov. Tốc độ ở trong nhóm 1 lúc này đang ở mức khoảng 21-22 km/h. Và bây giờ đang là nỗ lực tăng tốc của Vladislav Yanov. Vladislav Yanov đã ngoái nhìn lại xem động thái của Frolov và Rikunov. Đã có những trao đổi giữa Yanov và Frolov. 3 km nữa là các vận viên sẽ đến mức đỉnh đèo Mimosa. Và 5 km nữa là họ sẽ về đến đích tại thành phố Đà Lạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến ở trên đường đua cùng với các vận động viên đang ở tại phim trường di động của chúng tôi. Xin được cảm ơn ekip của vận động viên Quang Huy. Và như những thông tin mà chúng ta vừa cập nhật thì chỉ còn khoảng 5 km nữa là các tay đua sẽ về tới đích đến tại thành phố Đà Lạt. Và chỉ còn khoảng 2,5 km nữa là họ sẽ vượt qua đỉnh đèo Mimosa. Tình thế ba tay đua đang đi với nhau hiện tại khiến chúng ta rất nhớ đến năm 2019, thời điểm mà hai tay đua của ekip An Giang là Công Hiêu Sức và Misamat Busayati cũng đã nỗ lực tấn công Javier Sardaveres của thành phố Hồ Chí Minh Vinama lúc đó. Nhưng những nỗ lực của tay đua người Tây Ban Nha đã giúp anh đeo bám thành công. Ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh Vinama và thành phố Hồ Chí Minh New Group lại đang trong tình thế phải tấn công đối với tập thể An Giang. Và Peter Rikunov thì vẫn đang cho thấy khả năng đeo bám cực tốt của mình với hai mũi tên tấn công của thành phố Hồ Chí Minh. Với khả năng những nguồn chân rất đều của cả ba tay đua đi đầu vào lúc này thì nhiều khả năng cả ba cũng sẽ cùng kéo nhau về để đích đến tại cung đường Hồ Tùng Mậu ở thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Vẫn rất khó để có thể đánh văng ra được Peter Rikunov của tập đoàn Lọc Trời. Một tay đua đang cho thấy được một sức mạnh gần như toàn diện. Vladislav Dionov đang là người dẫn tốc của nhóm 1. Với những vị trí về đầu tiên ở trên đỉnh đèo Mimosa như thời điểm hiện tại thì gần như chắc chắn chiếc áo chấm đỏ cũng sẽ thuộc về cho Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Chỉ còn cách khoảng 2 km nữa là nhóm các tay đua đi đầu này sẽ tới đỉnh đèo Mimosa.
Và từ đỉnh đèo Mimosa về tới đích đến tại dốc đường Hồ Tùng Mậu sẽ là rất ngắn, chỉ có khoảng 3 km mà thôi. Mục tiêu lớn nhất của Igor Frolov và Dunov vẫn là cố gắng đánh giãn khoảng cách với Peter Rikunov, nhưng đến lúc này thì có thể nói mục tiêu đó vẫn rất khó để thực hiện. Việc Javier Sacda Perez bị rơi lại ở phía sau cũng sẽ là một động lực cho Luis Desgrac ở nhóm tiếp theo nữa nỗ lực bám lên. Được nhắc lại là trong chặng đua ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những cuộc cạnh tranh được đan xen với nhau. Trước mắt chúng ta sẽ cùng đến với cuộc cạnh tranh danh hiệu áo chấm đỏ và áo vàng. Ngọn đèo cuối cùng, đèo Mimosa này cũng sẽ giúp chúng ta xác định được chủ nhân của danh hiệu áo chấm đỏ. Và có khả năng rất lớn đó sẽ là danh hiệu thuộc về tay đua Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Tuy nhiên với tập thể thành phố Hồ Chí Minh của luận viên Đỗ Thành Đạt thì mục tiêu duy nhất mà bao giờ cuộc đua nào họ cũng hướng đến đó chính là chiếc áo vàng danh giá. Còn 1 km nữa là tới đỉnh đèo Mimosa. Vẫn đang là nhóm ba tay đua này đi cùng nhau. Những động thái tấn công, những cú nhấn bàn đạp của Igor Frolov vẫn chưa thể loại bỏ được Peter Rikunov. Vâng, đúng là rất khó. Với tình thế hiện tại thì rõ ràng cả ba tay đua này cũng sẽ kéo nhau về đến đèo Mimosa trước tiên. Đèo Mimosa còn có tên gọi là đèo Brand 2. Và sở dĩ mang tên này bởi vì cứ mỗi độ xuân về thì hoa Mimosa sẽ lại nở vàng rực ở hai bên đoạn đường đèo. Chỉ còn khoảng hơn 500m nữa sẽ đến đỉnh đèo Mimosa. Và cũng chỉ còn 3 km nữa là về tới đích. Chắc chắn là sau đoạn đổ đèo Mimosa thì nhóm ba tay đua này cũng sẽ cố gắng để tìm kiếm cho mình một thứ ăn chặn ở trong chặng đua ngày hôm nay. Đang đi đầu vẫn là Vladislav Dunov của thành phố Hồ Chí Minh New Group, Igor Frolov, thành phố Hồ Chí Minh Vinama, và sau cùng là Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời. Với tình thế này thì Peter Rikunov nhiều khả năng sẽ không bung sức để tranh chấp ở trên đỉnh đèo Mimosa, mà anh cũng sẽ chỉ cố gắng để đeo bám hai vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh Vinama và thành phố Hồ Chí Minh New Group. Mục tiêu của Peter Rikunov vẫn sẽ là cố gắng về đích an toàn ở trong nhóm này để bảo vệ thành công chiếc áo vàng. Và thậm chí là nếu như anh giữ sức ở trong khoảng thời điểm này thì việc anh có được lợi thế ở trong đoạn rút về đích cũng sẽ là điều đương nhiên. Có lẽ là vị trí của ba tay đua này cũng sẽ được giữ nguyên tại đỉnh đèo Mimosa. Dunov sẽ là người giành chiến thắng đỉnh đèo Mimosa. Igor Frolov về thứ hai, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh đã chính thức giành được danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35. Và bây giờ sẽ là khoảng đường còn 2.5 km nữa về tới đích tại thành phố Đà Lạt. Và đây mới là lúc mà Peter Rikunov bắt đầu phát pháo tấn công. Những hình ảnh rất quen thuộc khi mà Peter Rikunov chủ yếu nằm dưỡng lại trên đèo Mimosa. Và bây giờ mới là thời điểm mà anh thể hiện được khả năng tốt nhất của mình, khả năng đi nước lớn ở những km cuối. Với khả năng đi nước lớn và tung nước rút hơn hẳn so với Igor Frolov và Vladislav Dunov, Peter Rikunov đã rất tự tin và mạnh dạn tổ chức tấn công khi còn đến 2 km. Thông thường thì đây vẫn là một quãng đường khá dài để có thể tung ra những pha nước rút. Nhưng cú tấn công này của Peter Rikunov cũng đã loại bỏ được mong đối thủ là Vladislav Dunov. Nhưng Igor Frolov cũng đã nỗ lực bắt vào được Peter Rikunov ở thời điểm này. Còn gần 2 km nữa sẽ về đến đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt. Nhiều khả năng cũng sẽ có thêm một tình huống tấn công nhấn bàn đạp để cố gắng bước đi của Peter Rikunov. Anh vẫn đang cho thấy một vùng chân và đó là cực kỳ sung sức cho đến thời điểm này. Đó là cú nhấn bàn đạp của Rikunov. Rikunov cũng đã bắt đầu bắt vào hai tay đua đi đầu.
Eagle Flop lúc này đang cần thêm sự hỗ trợ đến từ Duo Nop, nhưng khoảng cách ngày càng bị nới rộng hơn. Một tình huống đội Bắc cực kỳ hấp dẫn cho đến thời điểm này. Những hình ảnh không khác gì những thước phim hành động mà chúng ta đang được theo dõi, khi mà những đối thủ của nhau Peter Nikolov và Igor Flop vẫn đang tăng tốc và vẫn phải liên tục quan sát động thái của đối phương. Đã một lần bị bất ngờ, nhưng vào lúc này Igor Flop có lẽ đã chuẩn bị rất kỹ cho khả năng đeo bám này đối với Peter Nikolov. Chỉ còn 1 km nữa là về tới đích. Và đích đã ở ngay phía trước mắt. Peter Nikolov thì vẫn liên tục quái lại nhìn phía sau. Còn 1 km nữa mà thôi. Cực kỳ hấp dẫn. Peter Nikolov vẫn đang đi đầu. Igor Flop chắc chắn là không muốn để cho tay đua 500m nữa. Peter Nikolov đang cố gắng tấn công. Khả năng tốt nhất của Peter Nikolov. Những cuồng chân của Peter Nikolov rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều so với Igor Flop. Rất khó cho tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama có thể tạo nên một điều kỳ diệu ở trong chặng đua ngày hôm nay. Igor Flop cũng đang nỗ lực nhấn bàn đạp. Tất cả đều đang rất nỗ lực ở trong đoạn đường cuối cùng này, nhưng thật khó cho Igor Flop. Chiến thắng chặng thứ 6 ở cuộc đua năm nay dành cho Peter Nikolov. Một sự khẳng định tuyệt đối về năng lực thi đấu của Peter Nikolov, tay đua thuộc tập đoàn Lục Trời An Giang. Cả hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Mimosa vẫn không thể giúp cho các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh đánh văng anh. Và ngược lại ở vạch đích, với tất cả những gì tinh túy nhất của mình, với khả năng dùng nước rút và đi nước lớn cực tốt của mình, Peter Nikolov đã có được chiến thắng chặng ở chặng đua ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, và một lần nữa xin được chúc mừng cho Peter Nikolov của tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng như là đội đua của huấn luyện viên Lê Thành Liêm. Chắc chắn sẽ là một sự khâm phục và ngưỡng mộ ngay cả đến từ chính những đối thủ của mình. Có thể nói ngày hôm nay Igor Frolov và Vladislav Duanov dù để thua Peter Nikolov nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Cả ba tay đua ngoài mình đã làm dậy sóng đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem là nhóm thứ hai. Đây là hình ảnh của nhóm thứ hai: Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7, Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời. Nhưng đây là lúc mà Phạm Lê Xuân Lộc đang bắt đầu bị tuột lại một chút xíu so với Nguyễn Thắng. Thì chẳng là nhóm này cũng sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt là với cuộc tấn công của các tay đua Việt Nam hướng đến giải thưởng áo cam. Chúng ta sẽ chờ xem cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Thắng và Phạm Lê Xuân Lộc. Trước đó thì Javier Sardaberes, người đã bị tụt lại ở trong nhóm 1, cũng đang dần tiến về vạch đích. Javier Sardaberes, tay đua đã bị tụt lại trong nhóm 3 vận động viên đầu, lúc này cũng đã về tới đích. Dù sao cũng là một nỗ lực đáng khen dành cho tay đua đã từng mặc áo vàng và áo chấm đỏ cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cuộc tấn công, cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Thắng, Phạm Lê Xuân Lộc và cả Nguyễn Tấn Hoài. Ba tay đua Việt Nam có thể nói là đang thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất đến lúc này. Nguyễn Thắng cần phải về chung với Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Tấn Hoài ở trong nhóm này để bảo vệ được áo cam của mình. Không ngạc nhiên khi lưới Desjack và Nguyễn Quốc Bảo với nỗ lực làm việc trong suốt những km vừa qua đã bị tụt lại khi vào đèo so với ba vận động viên đã nằm dưỡng ở phía sau. Dường như đã có những đợt tấn công đến từ Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 để nhắm đến chiếc áo cam của Nguyễn Thắng. Nhưng đó chắc chắn là những nỗ lực khó có thể thành công, bởi vì Nguyễn Thắng cũng đã có một quãng đường rất dài kể từ sau đèo Ngoạn Mục cho đến đèo Mimosa để tích lũy thể lực. Nhiệm vụ quan trọng của Nguyễn Thắng đó là nằm trong top này về đích an toàn để bảo vệ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp đồng đội cho Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, và bên cạnh đó là bảo vệ chiếc áo cam cho bản thân mình cũng như là cho cả đội đua. Với tình thế này, với việc Igor Kolov và Peter Rikunov về trong nhóm đầu, nhiều khả năng Nguyễn Tấn Hoài và Nguyễn Thắng cùng về trong nhóm 2, thì cục diện trên bảng tổng sắp đồng đội giữa hai tập thể này cũng sẽ không có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, với việc Loic và Nguyễn Quốc Bảo của Dương Tomesco Đồng Tháp đã có mặt ở trong nhóm 2 và tạo ra được cách biệt với nhóm 3, thì họ sẽ đánh vào ý đồ đánh chiếm vị trí đồng đội của tập thể Đồng Nai.
Trong nhóm này thật sự rất đáng khích lệ khi mà có đến 4 vận động viên nội binh của Việt Nam. Và đây đều là những vận động viên được đánh giá rất tốt về khả năng đi đèo. Nguyễn Quốc Bảo của Dương Domenico Đồng Tháp, Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vietnama, Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 và Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời. Một chặng đua đã thể hiện được rất rõ về năng lực và cũng như là phong độ tốt của các tay đua Việt Nam. Họ đang nỗ lực từng ngày để thu hẹp khoảng cách với những ngoại binh. Vâng, và ngoài những danh hiệu cao quý như áo chấm đỏ đã thuộc về Igor Prolov cũng như chiếc áo vàng đang tạm giữ luôn cả chiếc áo xanh, thì cuộc chiến giữa chiếc áo trắng vận viên kẻ xuất sắc và chiếc áo cam dành cho vận viên có thành tích tốt nhất của Việt Nam cũng rất gay cấn. Nguyễn Tấn Hoài, đương kim áo xanh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm liên tiếp. Tới lúc này vẫn chưa có một chiến thắng chặng nào tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Nhưng ngày hôm nay anh đã chính thức lên tiếng với khả năng đi đèo cực tốt của mình. Nguyễn Tấn Hoài vẫn luôn được. Và đây là pha tấn công của Phạm Lê Xuân Lộc. Ngay khi lên tới đỉnh đèo thì Phạm Lê Xuân Lộc đã tấn công và ngay lập tức thì Nguyễn Thắng và Nguyễn Tấn Hoài phải bám theo. Cuộc cạnh tranh áo cam và danh hiệu đồng đội đang rất hấp dẫn ở trong thời điểm này diễn ra giữa ba tay đua Việt Nam. Một tình huống nhấn bàn đạp tấn công rất táo bạo của tay đua chỉ mới sinh năm 2005 Phạm Lê Xuân Lộc. Đó đang tay đua trẻ của quân 7 đang để lại những dấu ấn cực kỳ đậm nét, không chỉ là ở mùa giải lần thứ 34 năm 2022 mà còn là mùa giải năm nay, một cột mốc quan trọng giải đấu lần thứ 35 năm 2023. Nhưng mà Nguyễn Thắng vẫn cho thấy anh vẫn đang có một sự dẻo dai nhất định và đã đeo bám rất sát với Phạm Lê Xuân Lộc. Nếu xét về tuổi tác thì Phạm Lê Xuân Lộc trẻ hơn Nguyễn Thắng đến 11 tuổi. Nhưng rõ ràng là tay đua sinh ra tại thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng là người đã thể hiện năng lực rất tốt, Pasanku Miamasuren. Tay đua của Đồng Nai là người đã thoát đi trước ở trong nhóm này và tiếp tục lại là một cú nhấn bàn đạp nữa của Phạm Lê Xuân Lộc. Liên tục là những cú tấn công khác nhau nhằm mục tiêu phá ngưỡng, vượt ngưỡng của Nguyễn Thắng. Cuộc tấn công cực kỳ mãn nhãn và cống hiến đến từ các tay đua trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam. Nguyễn Thắng, Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Tấn Hoài cũng là những tay đua tiếp theo đã vượt qua đỉnh đèo Mimosa. Vâng, đương nhiên ở nhóm này, vâng, Loic và Nguyễn Quốc Bảo của Dương Đông Sô Đồng Tháp cũng đã tiến về đến đỉnh đèo Mimosa. Ở nhóm thứ hai thì có thể thấy Nguyễn Tấn Hoài cũng chỉ phục vụ cho nhiệm vụ đó là bảo vệ cho vị trí số 1 ở bảng xếp hạng đồng đội cho tập thể tập đoàn Lộc Trời. Vẫn rất khó để có thể đánh bật được chiếc áo cam của Nguyễn Thắng Thành phố Hồ Chí Minh Vietnama. Rõ ràng khi có sự xuất hiện của danh hiệu này, danh hiệu dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất của cuộc đua, đã khiến cho những màn cạnh tranh lại ngày càng gay cấn hơn ở cuộc đua này. Và hứa hẹn trong những năm tiếp theo với danh hiệu áo cam này thì sẽ lại càng tăng thêm tính chuyên môn và đặc biệt là một sự khích lệ lớn dành cho các vận động viên Việt Nam. Nguyễn Quốc Bảo và Louis cũng đã bắt vào được ba vận động viên ở phía trên. Ở phía trước họ vẫn còn Pasanku Miamasuren của Đồng Nai. Nỗ lực rất tuyệt vời của cả hai tay đua Dương Domenico Đồng Tháp xuyên suốt từ đầu chặng đua này nhằm bảo vệ cho vị trí thứ ba đồng đội của đội đua đất sen hồng. Với phần thi đấu xuất sắc ngày hôm nay thì Nguyễn Quốc Bảo nhiều khả năng cũng có thể sẽ cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng cá nhân. Nguyễn Tấn Hoài thì chắc chắn anh sẽ góp mặt ở trong top 10 sau khi chặng đua này kết thúc. Những cuộc tấn công liên tiếp lẫn nhau giữa Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và chắc chắn là trong đoạn đường phía trước còn đến 10 chặng đua nữa, với khoảng cách khoảng 27 giây này thì giữa Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thắng vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Có lẽ là Pasanku Miamasuren của đội đua Đồng Nai
cũng đã gần về đến đích đến tại con dốc ở đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt. Nhóm 5 vận động viên đang trên màn ảnh của chúng ta sẽ về phía sau của Basanku Myanmar Suren. Basanku đã xuất hiện trong ống kính của truyền hình. Cũng thêm một nỗ lực tuyệt vời của tay đua thuộc ekip Đồng Nai. Basanku Myanmar Suren về đích thứ 5 ở trận đua này. Sau Peter Rikunov, Igor Frolov, Vladislav Duanov và Javier Sada Perez. Khoảng cách giữa Basanku ở vị trí thứ 8 với Nguyễn Thắng ở vị trí thứ 6 chỉ là chưa đầy 1 phút. Vì vậy mà nhiều khả năng là có thể anh sẽ vươn lên chiếm vị trí của tay đua Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Vâng, Nguyễn Thắng Hoài cũng đã về đến đích. Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thắng về cùng lúc và sau đó là hai tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp. Những nỗ lực rất tuyệt vời của nhóm những tay đua này. Cách biệt đã có lúc bị nới rộng lên rất nhiều so với nhóm ba tay đua ngoại binh ở phía trên là Frolov, Rikunov và Duyonov. Nhưng nhóm này vẫn rất đồng lòng và cũng chơi tấn công đầy cống hiến ở trên đèo Mimosa để cùng kéo nhau về đến đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu của Đà Lạt. Còn đây là nhóm phía sau. Eden Abad, Bingu Sagan của Canada Đồng Nai, Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai và Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời. Với những gì thể hiện trên màn hình thì chúng ta thấy ở top này thì có vận động viên Lê Ngọc Sơn mà không có một vận động viên nào của Vinama có khả năng khi ba vận động viên này kết thúc đèo Mimosa và đổ về ở dốc đường Hồ Tùng Mậu thì có khả năng là cách biệt về thời gian giữa tập đoàn Lộc Trời và Vinama sẽ trở lại như cũ. Nhóm ba tay đua Nguyễn Hoàng Sang của Đồng Nai, Eden Abad của Canada Đồng Nai và Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ là nhóm tiếp theo về tới đích ở trong chặng đua ngày hôm nay. Với tình thế này thì tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ nới rộng cách biệt về khoảng cách thời gian ở trên bảng tổng sắp đồng đội với thành phố Hồ Chí Minh Vinama khi họ đã có ba tay đua chuẩn bị về tới đích. Với ekip Đồng Nai, ý đồ tấn công vào vị trí thứ 3 của Dược Domesco Đồng Tháp trên bảng xếp hạng đồng đội ngày hôm nay đã bị phá sản. Như vậy là Võ Thanh An, tuyển thủ quốc gia Võ Thanh An tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long là người tiếp theo về đích. Nỗ lực tuyệt vời dành cho tay đua của tập thể Vĩnh Long. Phan Hoàng Thái và Tăng Quý Trọng. Rất nhiều những nhóm nhỏ đang được tách ra ở trên đường đua vào lúc này. Như vậy là chính xác thì tay đua của An Giang có mặt ở trong nhóm này cùng với Nguyễn Hoàng Sang và Eden Abad là Nguyễn Văn Dương. Nguyễn Văn Dương cũng đã cho thấy khả năng đi đèo cực tốt của mình. Nguyễn Văn Dương là tay đua xuất thân từ đội đua Hà Nội, sau đó thì anh cũng đã có thời gian thi đấu cho Đồng Nai trước khi về thi đấu cho tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở cuộc đua năm 2017, Nguyễn Văn Dương khi có còn thi đấu cho Đồng Nai đã mặc áo vàng trong suốt cả 1/2 lộ trình đấu ban đầu trước khi tay đua Alex Fonsava của thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó mặc được chiếc áo vàng sau chặng đua về với Đà Lạt. Một cuộc đua rất đáng nhớ với cá nhân tay đua Nguyễn Văn Dương. Nguyễn
Nguyễn Văn Dương hiện nay đang là vận động viên thứ 3 của tập đoàn Lộc Trời sau Petri Kunov và Nguyễn Tấn Hoài. Do đó anh hiện nay cũng đang lên tham gia kéo để nhằm tăng thêm khoảng cách thời gian so với đội Dynama Thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa có vận động viên thứ 3. Hoàng Sang đương nhiên cũng cố gắng để gỡ giờ đồng đội của Đồng Nai với Đồng Tháp, và ngoài ra thì cũng cố gắng để duy trì cái vị trí của mình ở trên bảng tổng sắp cá nhân. Và rõ ràng không chỉ chúng ta cũng chờ đợi hồi hộp những vận động viên về đầu, mà những vận động viên ở tốc sâu cũng mang tính chất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cục diện của cuộc cạnh tranh các danh hiệu ở cuộc đua năm nay. Chính vì thế mà chúng ta vẫn đang chờ đợi những góc quay này. Ba tay đua Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Văn Dương và Eden Abbas Bingusagan cũng đã tiến về đến đích đến. Nguyễn Văn Dương đang đi đầu, sau đó là Nguyễn Hoàng Sang. Đoạn dốc cuối cùng rồi, Nguyễn Văn Dương của tập đoàn Lộc Trời đã về tiếp theo, sau đó là Nguyễn Hoàng Sang và Eden Abbas Bingusagan của hai đội đua Đồng Nai và Kenda Đồng Nai. Nguyễn Phạm Quốc Khang và Phan Hoàng Thái sẽ là những cái tên tiếp theo về tới đích. Chính xác thì như là Nguyễn Nhật Nam. Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Phạm Quốc Khang là hai tay đua về tới đích ở trong nhóm này. Những nỗ lực của tập thể Đồng Nai trong việc giữ giờ với tập thể Đồng Tháp sẽ tiếp tục có thêm những vận động viên nữa về đích. Đó là Tăng Quý Trọng và Phan Hoàng Thái. Như vậy là lúc này thì tập đoàn Lộc Trời An Giang đã có đến 4 tay đua về đích, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh Dynama chỉ mới có 2 người là Igor Krolov và Nguyễn Thắng. Tình thế lúc này chắc chắn sẽ khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh Dynama bị ảnh hưởng đến bảng tổng sắp đồng đội. Thậm chí là Đồng Tháp cũng sẽ gỡ được giờ so với Thành phố Hồ Chí Minh Dynama khi đã có đủ 3 tay đua về đích. Trần Lê Minh Tuấn sẽ là tay đua tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh Dynama về đích. Và bên cạnh đó là Roman Maikin, Lê Ngọc Sơn cùng với tay đua của 620 cho tới Vĩnh Long có lẽ là Nguyễn Nhật Phát. Sau đó là tay đua mang xe 117 Lê Thanh Hiếu, cũng là một nỗ lực rất đáng khen của tay đua trẻ năm 2005 trong đội hình của 620 cho tới Vĩnh Long. Chúng ta đang được đến với biểu đồ thể hiện tốc độ thi đấu cả chặng đua ngày hôm nay của Peter Rikunov, người đã giành được chiến thắng ở vạch đích tại thành phố Đà Lạt. Cũng thấy rằng ở thời điểm tung nước rút thì Peter Rikunov đã đạt vận tốc lên đến hơn 50 km/h. Như vậy là Nguyễn Văn Minh, tay đua đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng áo xanh, cũng đã về đích ở trong nhóm này. Điều đó chứng tỏ là Nguyễn Văn Minh có lẽ là cũng đã hoàn thành chặng đua trong giới hạn thời gian quy định và vẫn sẽ tiếp tục có điều kiện, có cơ hội để cạnh tranh ở trên bảng điểm áo xanh. Cũng là một nỗ lực rất lớn dành cho Nguyễn Văn Minh ở trong chặng đua ngày hôm nay. Lại đó cũng là nhóm cuối cùng về tới đích ở trong chặng đua ngày hôm nay, một chặng đua cực kỳ hấp dẫn. Chặng đua thứ 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm về với thành phố Đà Lạt. Tiếp tục là những vận động viên đến từ ekip quân đội và 620 cho tới Vĩnh Long cũng đang nỗ lực để về đích ở trong chặng đua ngày hôm nay. Với chặng đua ngày hôm nay thì đã kết thúc.
cuộc chiến giành chiếc áo chấm đỏ. Thì hiện nay thì vận động viên Igor Frolov với 90 điểm thì đã chính thức là chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Vận động viên Petr Kunov với 74 điểm xếp thứ nhì, và Vladislav Ionov 57 điểm là vận động viên xếp thứ ba trên bảng xếp hạng áo chấm đỏ vua leo núi. Và với chiến thắng ở chiến thắng thứ sáu của Rikunov, anh đã giành đem cho mình 10 giây thưởng cũng như 15 điểm trên bảng điểm áo xanh, một cái khoảng cách rất là đáng kể so với các đối thủ còn lại. Vâng, và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của tay đua đã thi đấu xuất sắc ở chặng đua ngày hôm nay, người đã giành chiến thắng bảo vệ áo vàng và áo xanh, Peter Rikunov. Xin được cảm ơn vận động viên Thái Ân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã theo dõi một chặng thi đấu vô cùng cực kỳ hấp dẫn và mãn nhãn, và đặc biệt là những pha tấn công ở top đầu giữa Peter Rikunov, Igor Frolov và Duinov. Và như các vận động viên của chúng ta cũng đã chia sẻ là tại khu vực đích đến thì các vận động viên đã có màn rượt đuổi như những thước phim hành động. Và bên cạnh Man Day xin được chúc mừng chiến thắng lần thứ 6 của Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Once again, congratulations for your sixth time has won a stage. It seems like you two, you and Igor Frolov chasing at the finish line. You spring to the finish line, it's like action movie. And what do you think about your opponent, Igor Frolov? Today stage very hard, too long climb, and for me situation dangerous, but and two riders for me one, and two riders Hoshimin, and for me it's dangerous, why Vlad attack and need for me work, and Igor only follow me. In last climb, I'm only, you see, last 2 kilometers for attack, and I'm try, you see Igor follow me. I think only last downhill in full gas, win today. Và khi Vy Anh hỏi là Peter Rikunov kể như thế nào về đối thủ của mình, Igor Frolov, thì anh đã chia sẻ là ngày hôm nay là một trận thi đấu khá là khó khăn khi mà phải leo hai ngọn đèo khá là dài và khó. Thì anh đã đeo bám Duinov cũng như là Igor Frolov, và sau khi kết thúc hai ngọn đèo thì chỉ còn khoảng 2 km cuối và anh đã tung nước rút tấn công, và khi đó thì anh ngoái đầu nhìn lại và chỉ cố gắng là thi đấu hết mình và đạp hết sức và giành chiến thắng được trận hôm nay. Thì các đối thủ của anh ngày hôm nay cũng đã thi đấu rất là tốt. So today you had a great performance, and what do you think about your possibility to keep the general yellow jersey of this year? Yeah, I think after the lot it's 90% for win yellow jersey. It's since today's last climb stage. And after only flat, it's for me no problem, my team no problem. It's today I am very happy win, again win for me, again for my team. And today teammate first three riders Vietnam, and first position of team classification, and the yellow jersey and blue jersey. It's very, very good for result for my team. So you sure for also the group position, right? Yeah, yeah. Và khi mà anh hỏi là như vậy là Peter Rikunov đã suy nghĩ thế nào về khả năng giành áo vàng chung cuộc của cuộc đua năm nay, thì Peter Rikunov cũng đã chia sẻ là anh khá là chắc chắn ngày hôm nay sau một chặng đua rất là khó khăn, cũng là chặng leo đèo cuối cùng, thì anh chắc chắn đến 90% cả về danh hiệu áo vàng, áo xanh và danh hiệu đồng đội cho tập đoàn Lộc Trời An Giang. So once again, congratulations. You have anything to share with the audience who always support you, with your coach and your teammates? Big respect for my team, my coach Lim, and sponsor Lo Choi. It's in the best of for me. It's for me only cycling on life and in the top in the Vietnam. Yeah, và khi được hỏi là anh có gì muốn chia sẻ đến khán giả, đến huấn luyện viên cũng như là đến các tập thể đồng đội của mình, thì anh cũng đã gửi lời cảm ơn. Anh đã có một huấn luyện viên là ông Lê Hình Liêm, tập đoàn Lộc Trời, nhà tài trợ, cũng như là những đồng đội đã rất là tốt và rất là ủng hộ anh hết mình trong suốt cuộc đua năm nay. And finally, can you say like thank you Vietnam? It's like thank you, cảm ơn Việt Nam. Yeah. It's today win, not only my win. Today it's a result of my teammate. It's together. It's maybe no my team. It's today no win. And, sure. But like, can you say in Vietnamese? Yeah. Like, cảm ơn Việt Nam. Come on, Vietnam. Thank you so much. And congratulations.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng Peter Rigonov và tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bàn bình luận viên với những diễn biến ngày hôm nay. Chặng đua ngày hôm nay xứng đáng là một trong những chặng đua hay nhất của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh từ đầu đến giờ. Chặng đua đã chứng kiến những cuộc tấn công liên tiếp của các tay đua. Peter Rigonov với mục tiêu bảo vệ áo vàng đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi liên tục đeo bám hai đối thủ của mình là Igor Frolov và Vladislav Dionov trước khi có cuộc tấn công mạnh mẽ và đích và giành được chiến thắng chặng thứ 6 cho riêng mình ở trong cuộc đua năm nay. Tay đua đã thể hiện khả năng thi đấu toàn diện, từ năng lực đi đèo, đi nước lớn, đi tính giờ cho đến khả năng tung nước rút ở vạch đích. Cũng không thể phủ nhận những nỗ lực tấn công của Igor Frolov và Vladislav Dionov trong suốt những chặng đua vừa qua. Rất nhiều những góc quay khác nhau cho chúng ta thấy toàn diện rõ nét nhất về màn cạnh tranh nước rút ở vạch đích của Peter Rigonov và Igor Frolov. Ở góc quay này thì chúng ta cũng có thể rất dễ dàng xác định được thứ hạng của các tay đua. Trong những trường hợp mà các tay đua về sát nhau, chỉ cách nhau vài cm thì với góc quay này cũng có thể giúp cho bộ phận trọng tài xác định rất rõ vận động viên nào về đích trước. Lúc này thì vẫn đang có những nhóm vận động viên tiếp theo về tới đích trong chặng đua ngày hôm nay. Có thể nói là đối với mỗi vận động viên, khi bước vào thi đấu họ sẽ đều có những mục tiêu cho riêng mình. Và việc hoàn thành chặng đua là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Nỗ lực thi đấu tới cùng, không bỏ cuộc. Đó chính là giá trị mà các vận động viên đang về đích ở trong nhóm này mang đến cho chúng ta. Cái tên như Hà Kiều Tấn Đại của Nhật Bình Minh Bình Dương hay Hà Văn Sơn của quân khu 7. Một chặng đua khó, đặc biệt là với việc đạp tốc độ lên cao liên tiếp của các tay đua ngoại binh. Và rõ ràng là việc có thể về đến đích trong về thời gian giới hạn quy định cũng đã là một nỗ lực tuyệt vời đối với các tay đua Việt Nam. Nhóm vận động viên cuối cùng cũng đã về đến đích an toàn tại thành phố Đà Lạt, kết thúc một chặng đua cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Chặng đua thứ 15 của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các sở ban ngành của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với ban tổ chức cuộc đua để có thể tạo ra một chặng đua thi đấu thành công, bảo vệ lộ trình và giúp cho các vận động viên thi đấu an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình trực tiếp chặng thứ 15 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm lên thành phố Gạc Hoa Đà Lạt, lộ trình 123 km. Một lần nữa xin được chúc mừng tay đua Peter Rikunov và tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang đã có chiến thắng chặng ngày hôm nay. Vào ngày mai, các tay đua sẽ có một ngày nghỉ tự do tại thành phố Đà Lạt mộng mơ trước khi bước vào chặng đua thứ 16, vòng đua truyền thống vòng quanh Hồ Xuân Hương. Và vào sáng mai, vào khung giờ quen thuộc 8 giờ sáng, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình Ấn tượng Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý sau hơn 1/2 hành trình cuộc đua. Và chương trình sẽ được diễn ra trên kênh HTV9, HTV Thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng HTVC và các hạ tầng mạng xã hội của HTV Tô Đông Á. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, Man xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày nghỉ của các tay đua 19 tháng 4, chương trình Ấn tượng Cúp Truyền hình 2023 với những điểm nhấn đặc biệt, phân tích chiến thuật, dự đoán chuyên môn, vận động viên chia sẻ những điều bí mật. Mời quý vị đón xem chương trình Ấn tượng Cúp Truyền hình 2023 phát sóng lúc 8 giờ ngày 19 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao.